Chương 01. Chung Nam Sơn bên dưới cổ tỉnh quán. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Chung Nam Sơn dưới, Thâm Sơn Thung lũng bên trong, có một cái nhất định đều sẽ không xuất hiện ở trên bản đồ Trung Quốc thôn trang nhỏ. Thôn xóm rất nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay, rải rác 81 hộ gia đình, một hộ không nhiều một hộ không ít. Theo trong thôn vết tích chữ gốc kia đã mơ hồ không rõ tấm da dê da phải ghi chép thôn xóm tồn tại lịch sử không sai biệt lắm có thể truy tố đến mấy trăm năm trước rồi. Minh Triều thời vạn lịch niên trong thôn tổ tiên liền đã ở trong khe núi dưới chung Nam Sơn này cắm rễ rồi, một mực ngụ lại đến bây giờ. Thôn dân lấy họ cổ làm chủ, lịch đại tộc trưởng thậm chí hiện tại thôn trưởng đều là người họ cổ. Trong khoảng mấy trăm năm, trong thôn các gia đình một mực duy trì lấy 81 hộ, chưa bao giờ thêm ra một hộ cũng chưa từng thiếu một hộ, đây là trong thôn ba đầu thôn quy một trong. Ba đầu thôn quy, đầu thứ nhất chính là trong thôn hộ gia đình nhất định phải duy trì 81 hộ, nhiều một hộ liền đá ra ngoài thiếu một hộ liền phải cho ta sinh ra. Thôn quy thứ hai, 81 hộ tổ phòng chỉ có thể sửa chữa không thể hủy hoặc chuyển, nói cách khác trong thôn phòng ở từ xây thành lên là dạng gì, liền phải một mực duy trì nguyên dạng không thể có chỗ di động, liền xem như đổ không thể ở người, cũng phải tại trên địa chỉ ban đầu lại lần nữa tu kiến lên một chỗ giống nhau như đúc phòng ở tới. Hai điều thôn quy đầu tiên nhìn mặc dù không có tình người nhưng còn có thể tiếp nhận, nhưng đầu thứ ba thôn quy liền lộ ra có chút không hợp thói thường rồi. Trong thôn 81 hộ thôn dân, vĩnh viễn phải cung cấp nuôi dưỡng đạo sĩ trong đạo quán ở trong thôn, không thể ngổ nghịch nếu không trục xuất họ của bản gia. Hai điều thôn quy đầu tiên, kẻ vi phạm giống như trên. Cái này ba đầu thôn quy chưa bao giờ bị làm trái qua, mặc dù thời gian trôi qua mấy trăm năm hiện tại thôn dân đã sớm không biết quy củ xuất từ nơi nào, nhưng đều hiểu một cái đạo lý, trong thôn thôn dân rất ít nhiễm bệnh rất ít gây tai họa, trên cơ bản mỗi hộ gia đình một thế đều là thái thái bình bình, 81 hộ thôn dân 312 người, người hơn trăm tuổi chừng 109 người, người cao hơn 90 tuổi còn có thể ngày mùa xuống đất làm việc, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặng thì nghỉ, phương viên. Hơn 200 dặm chỉ có thôn này người sống thọ nhiều như thế, làm cho người sợ hãi tháng phục ngược lại là những cái kia chuyển ra cổ tỉnh thôn thôn dân, cứ việc không có nhà ai gặp đại nạn, nhưng người sống thọ lại không có trong thôn nhiều như thế. Thôn xóm gọi cổ tỉnh thôn, tòa kia bị cung cấp nuôi dưỡng đạo quán thì là gọi cổ tỉnh quán. Cổ tỉnh quán thành lập ở trong cổ tỉnh thôn ở giữa một gò núi nhỏ bên trên, 81 hộ họ cổ tổ phòng thì là vây quanh cổ tỉnh thôn xen vào nhau tinh tế sắp hàng. Nếu có người có thế từ trên cao quan sát, liền sẽ phát hiện làm cho người sợ hãi thang một mạng, cái kia 81 chỗ nhà phương thức sắp xếp vậy mà không thể tưởng tượng cùng bác quái bài vị một điểm không kém, mà đạo quán vừa vặn ở vào quẻ trung trận nhãn bên trên. Chỉ tiết, từ xưa đến nay cũng không có người tới chung Nam Sơn bên trên không trung phát hiện một mạng này, kỳ thật dù là liền xem như có người đáp lấy máy bay bay đến phía trên nhìn xuống dưới cũng chỉ sẽ phát hiện. Cổ tỉnh thôn cùng cổ tỉnh quán phía trên từ đầu đến cuối bao phủ một mảnh hơi nước trắng mịt mờ sương trắng, thôn xóm nhìn không thấy đạo quán cũng đồng dạng sẽ không bị trông thấy cổ tỉnh thôn nhỏ cổ tỉnh quán càng nhỏ hơn chẳng những nhỏ mà lại rách nát đạo quán niên đại rất xa xưa cùng cổ tỉnh thôn cùng thời kỳ xây lên mấy trăm năm qua đi đạo quán cũng không có bị tu sửa qua màu đỏ thắm tường viện đã sớm đổ sụp hai phiến đại môn ngã lệch ở một bên trong nội viện che phủ gạch cũng đều vỡ vụn ra đạo quán đại điện càng là rách nát không chịu nổi cái này tự như là một tòa không có hương hỏa đạo quán kỳ thật tòa này đạo quán xác thực không có gì hương hỏa mấy trăm năm qua có rất ít người tiến vào cổ tỉnh quán liền xem như bản địa thôn dân cũng sẽ không tùy tiện bước vào mỗi khi gặp đại sự chỉ có tộc trưởng hoặc là thôn trưởng mới có thể tiến vào đạo quán ngày bình thường xem bên trong rất ít xuất hiện bóng người bởi vì cổ tỉnh quán chỉ có ba cái rưỡi người một cái quanh năm co lại ở trong đạo quán viện lão hòe thụ bên dưới ngũ gật mặc lấy một thân đạo bào lôi thôi lão đầu. Trong tam thanh điện trước tượng tam thanh ngồi lấy cái ông đem tràn đầy vết trĩ thiết kiếm trung niên nhân, cả ngày không nói. Còn có cái chừng 20 tuổi thanh niên, cả ngày uống tại đạo quán kinh các bên trong rất ít bước ra. Đến mức cái kia nửa cái, thì là 8 năm trước bước ra cổ tỉnh quán chưa hề trở về đại sư huynh. Mặt trời chiều ngã về Tây, đêm rơi chung Nam Sơn. Trong cổ tỉnh thôn gia đình đa số đều đã bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, sau một lát thứ 39 hộ gia đình đi ra một phụ nữ trung niên tay mang theo thùng gỗ nhẹ nhàng hướng đi nhà phía sau núi trên đồi đạo quán. Phụ nữ đi vào đạo quán trước cửa sau cầm trong tay thùng gỗ đặt ở cái kia phiến cách nát đại môn ở giữa, sau đó cung kính hướng xem bên trong xoay người hành lễ lại không có hướng vào phía trong nhìn lại liếc mắt liền xoay người rời đi. Đây là cổ tỉnh thôn mấy trăm năm quy cũ, mỗi ngày ba bữa cơm đều sẽ có một hộ gia đình đưa đến cổ tỉnh quán trước cửa tới lão hòe thụ ở dưới lôi thôi lão đạo mở ra đục ngầu hai mắt chậm rãi đứng lên đi tới cửa trước cầm lên thùng gỗ sau lại lần nữa về tới dưới tàn cây hòe lúc này đại điện bên trong ông ấp thiết kiếm nam tử trung niên cũng chậm rãi đi tới xem sau kinh các lâu bên trong thanh niên thì là cuối cùng qua đây ba người ngồi xếp bằng dưới tàn cây mở ra thùng gỗ bên trong là vừa rồi làm xong cơm cùng ba cái đồ ăn thường ngày lão đạo trung niên thanh niên riêng phần mình cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm ăn cơm tràn cảnh rất quỷ dị, ba người từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện với nhau một chữ, chỉ có nhắm nuốt đồ ăn rất nhỏ tiếng vang, ba người này ăn cơm là thường chậm, mỗi một chiếc đưa vào trong miệng đồ ăn đều sẽ không nhiều không ít nhắm nuốt 36 lần đồng thời vô cùng chậm rãi, cho nên rất bình thường dừng lại cơm tối bọn hắn cứ thế là ăn sắp tới một giờ. Sau khi ăn xong, ba người cùng nhau buông xuống bát đũa, Lôi Thôi lão đạo ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa bỗng nhiên không có dấu hiệu nào trống rỗng rung rẩy hai lần, hắn nhướng mày, lập tức từ trong đạo bào móc ra ba cái đồng tiền trong tay tùy tiện ước lượng mấy lần sau đó liền ném vào trên đất trống phía trước mặt. Lôi Thôi lão đạo cùng thanh niên đồng thời nhìn về phía trên đất đồng tiền, thanh niên thần sắc ngạc nhiên dừng lại, biểu lộ cổ quái, lão đạo ngẩng đầu nhìn về phía đạo quán hướng tây bắc im lặng không nói. Ông thiết kiếm trung niên nam nhân khởi hành cầm lên thùng gỗ bỏ vào trước cửa ngoài quán, lại quay người về tới trong tam thanh điện. Sau một lát trong điện truyền đến một tiếng vang giòn, trung niên nam nhân lần nữa sau khi trở về đem một đoạn dài 20 ken, ti, mét tràn đầy vết rỉ miếng sắt đưa cho thanh niên. Thanh niên theo dõi hắn trong ngực chỉ còn một nửa thiết kiếm nói ra. Sư thúc, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Trung niên nam nhân thản nhiên nói. Ngươi xuất quan, ta cũng không có gì tốt tặng, lại nói ta dùng kiếm. Có hay không nhọn đều không trọng yếu. Một mực nhìn qua hướng Tây Bắc lão đạo cũng đem trước người ba cái đồng tiền cầm lên đưa cho thanh niên, vẫn là một chữ đều không có bắn ra ngoài, lúc này thanh niên không có khách khí trực tiếp nhận được trong tay, sau đó lại lần nữa sát bên lão đạo ngồi ở dưới tàn cây hòe. Ba người lần này không có riêng phần mình trở lại chỗ của mình, liền ở dưới lão hòe thụ ngồi xếp bằng. Hai ngày trước, Trung Nam Sơn Phương hướng Tây Bắc, ba chiếc treo ký bê biển số xe xe díp phong trần mệt mỏi chạy đến chung nam sơn dưới, chạy đến dưới núi xe liền đã không đi vào muốn lên núi chỉ có thể đi bộ, xe dừng hẳn trước sau hai chiếc xe hạ xuống mấy người đứng tại bên cạnh xe không người mà đứng, cuối cùng một cổ xe díp đi ra cái chừng 50 tuổi nam tử trung niên, mặc lấy một thân màu đen bó sát người vải nỉ áo khoác, lông mày một mực khóa chặt thần sắc cực kỳ tiêu tụy. Nam tử trung niên nhìn qua chung nam sơn tựa hồ thật dài nhẹ nhàng thở ra, quay người hướng bên người một nam nhân tầm 30 tuổi nói ra. Tận Trung, ngươi theo ta lên núi những người khác tại chỗ chờ đợi. Gọi Tận Trung Nam tử chân chờ mà hỏi, lão bản. Chúng ta cần phải mang thêm mấy người thuận tiện chiếu cố, núi này bên trong. Lão bản lạnh nhạt khoát tay áo, nói ra. Liền ngươi cùng ta, nhiều người phiền toái hơn. Tận Trung biết rõ lão bản của mình chỉ cần rơi xuống quyết định liền khẳng định không có sửa đổi khả năng, lập tức cũng không nói nhảm, từ trong xe xuất ra một cái to lớn túi du lịch cổng lên người đi theo nam tử trung niên lên núi. Hai cái trong thành sống an nhàn sung sướng người tiến vào chung Nam Sơn sau liền cùng du lịch đường dài không sai biệt lắm, hơn một ngày đường núi cứ thế là đi hai ngày, trên người xương cốt đều tan ra thành từng mảnh khổ không thể tả, nhưng hai người ai cũng không có lên tiếng một tiếng. Nam tử trung niên càng là hướng phía mục đích đi tiêu tụy thần sắc thì càng có chỗ hòa hoãn, mà lão bản không có lên tiếng âm thanh khổ, gọi tận trung tự nhiên không có cách nào lên tiếng. Hai ngày sau đó sắc trời đêm đen, tận trung cùng lão bản chạy tới trên một đỉnh núi, trong tay hai người đều cầm cái kính viễn vọng ngay tại hướng phía tây bắc nhìn ra xa, trong màn ảnh một chỗ tiểu sơn thôn hình dáng như ẩn như hiện, lão bản thở dài ra trong nháy mắt căng cứng thần sắc hoàn toàn thư giãn hạ xuống, đặt mông ngồi dưới đất không ngừng thở hổn hển. Lão bản, phía trước hẳn là chúng ta địa phương muốn đi rồi. Trung Nam Sơn. Thế nhân chỉ biết Trung Nam Sơn có ẩn sĩ, có đạo giáo thủy tổ toàn chân giáo, ha ha, nhưng lại ít có người biết Trung Nam Sơn còn có cái cổ tỉnh quán, lão bản khởi hành chấp tay sau lưng lên núi dưới chân đi đến, nói ra. Từ giờ trở đi, ngươi trông thấy nghe thấy đều cho ta nát tại trong bụng, một chữ cũng đừng bắn ra ngoài. Tận Trung ngạc nhiên sững sờ, coi như hắn cùng lão bản quan hệ tại gần sát lúc này biểu lộ cũng nghiêm trọng bắt đầu, hắn không nhớ rõ mình lão bản bao lâu không đối người nào mở miệng cảnh cáo từ khi hắn đi theo lão bản đến nay tại bọn hắn địa giới đã không ai có thể làm nổi hắn lão bản cảnh cáo một chút rồi sau ba tiếng rưỡi sắc trời tối đen nhưng cũng may hai người tăng tốc cước trình rốt cục chạy tới cổ tỉnh thôn bên trong lúc này trong thôn lửa đèn không sai biệt lắm đã tất cả đều dập tắt đa số người nhà đều đã nghỉ ngơi tận trung cùng lão bản không có dừng lại thẳng đến trong thôn ở giữa trên gò núi cổ tỉnh quán mà đi Đi vào gò núi dưới, lão bản nhường tận trung chờ tại hạ phương chính mình một thân một mình lên núi trên đồi đạo quán đi đến. Đạo quan tan hoang nhường lão bản chỉ là thoáng lo nghĩ một lát, lập tức hắn lại khôi phục như thường đứng ở trước cửa dùng ngón tay chụp chụp ngã lệch ở một bên đạo quán đại môn. Một lát, một thanh niên đi đến lão bản trước mặt, lão bản không chần chờ nói thẳng. Trần Lương Hậu Nhân, tổ tiên khuyên bảo ví như Trần Gia gặp biến cố, nhưng đến chung Nam Sơn cổ tỉnh quán tìm kiếm che chở thanh niên nhẹ gật đầu, nói ra. Ngươi tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, sau khi trời sáng ta theo ngươi rời núi. Hà Bắc Đường Sơn, có tòa khổng lồ thương nghiệp đế quốc, bảo tân hệ. Hà Bắc cảnh nội một nửa nguồn năng lượng khoáng sản cùng địa sản đều bị bảo tân hệ đâm một cước. Kinh Tân dựt khu tam giác thương nghiệp trên bản đồ bảo tân hệ đại danh từ đầu đến cuối treo ở hàng trước nhất, gần mấy chục năm cũng kéo dài đến bên ngoài địa khu, nhưng bảo tân lại là một cái ẩn tính tồn tại phổ thông người trong nước không có ai biết bảo tân hệ tồn tại cũng chưa từng nghe qua thậm chí trên thương trường tuyệt đại đa số thương nhân cũng không biết bảo tân hệ là một cái đại danh từ một cái khống chế mấy chục nhà công ty liên hợp thể càng ít có người biết chính là bảo tân người cầm lái họ trần mỗi lần trong nước phú hào bản ra lò bên trên bát quái tin tức trần gia người trực hệ sau khi nhìn thấy đối với bản danh sách hàng đầu những cái kia danh tự đều sẽ cười nhạt một tiếng tiện thể lấy còn có chút khinh thường ở trong nước, có ít người ngươi chính là dùng tiền đi mời hắn lên bảng, hắn cũng sẽ một cước đem ngươi đá ra đi, hiển nhiên Trần Gia là thuộc về không lên bản cái kia một hàng người. Bảo Tân hệ họ Trần Gia tộc lịch sử phát triển chưa có người biết, nhưng có hiểu rõ người tự hồ từng nghe ngửi qua một cái tin đồn, Trần Gia tổ tiên tự hồ tại chiến loạn niên đại đã từng cùng một đạo nhân từng có gút mắt, mà từ cái kia bắt đầu Trần Gia tự hồ mới bắt đầu có phát tài dấu hiệu. Đối với những này, Người nhà họ Trần từ trước tới giờ không giải thích, không phủ nhận, không thừa nhận, bởi vì đa số người của Trần Gia cũng không biết bọn hắn là như thế nào tạo dựng lên cái này thương nghiệp đế quốc, chân chính biết rõ bí ẩn chỉ có Trần Gia cầm lái nhân tài biết được. Thế hệ này, Trần Gia cầm lái người gọi Trần Tam Kim. Chính đoan đứng ở dưới Trung Nam Sơn, cổ tỉnh quán trước cửa. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 2 Trần Gia Tổ Huấn Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Mặt trời mọc chung nam sơn, cổ tỉnh quán. Lúc tờ mờ sáng, dưới chân mặt lấy đế giày dày vải, trên thân chỉ mặc một thân đạm sắc vải thô y phục thanh niên cổng cái ố vàng tay nải đi ra cổ tỉnh quán. Từ đêm qua liền đến cửa quan miệng không hề rời đi trần tam kim dùng hai tay chà sát căng đau mặt lộ ra một tia cứng ngắt dáng tươi cười. Tiên sinh, sớm. Ngươi liền không kinh ngạc, vì cái gì chỉ có ta một người như vậy theo ngươi rời núi trần tam kim nói ra gia huấn khuyên bảo chỉ cần cổ tỉnh quán ra người bất luận cái gì người đều phải lấy lễ để tiếp đón dù là chính là từ trong quán bay ra ngoài một con chim sẻ người của trần gia cũng phải không người hành lễ trần tam kim dừng lại lại cường điệu lặp lại một câu đây là tổ huấn xác thực không phải trần tam kim lấy lòng trần gia tổ huấn có ba đầu lưu truyền đến nay gần trăm năm chỉ có điều thứ nhất là ước thúc người nhà họ trần không cho phép nội chiến đằng sau hai đầu một là trần gia như gặp đại nạn liền đến cổ tỉnh quán tìm kiếm che chở một đầu cuối cùng thì là đối mặt cổ tỉnh quán người nhất định phải lấy lễ để tiếp đón không thể ngổ nghịch trần gia mỗi đời tộc trưởng một mực ghi nhớ lấy cứ việc đa số người đều không rõ đằng sau hai đầu ý vị như thế nào nhưng có thể làm tộc trưởng đều không phải là ngu xuẩn Trần Gia trong lịch sử phát triển liền liền một mực ghi lại cổ tỉnh quán ba chữ. Như thế nể tình. Thanh niên sững sờ cười, rất ngốc gãi gãi đầu lầm bầm lầu bầu nói ra. Không nghĩ tới tổ sư gia vẫn rất có chính sự đâu. Xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào? Họ hướng, tên khuyết, thanh niên buồn vô cớ nói ra. Đi thôi, chúng ta xuống núi. Hai người xuống gò núi, một đêm không ngủ tận trung nhảy một cái từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy hạ xuống một trước một sau hai người thông suốt sững sờ, sau đó thần sắc như thường lên tiếng chào hỏi. Từ khi cho Trần Tam Kim làm phụ tá đi theo làm tùy tùng vài chục năm rồi, Hà Tận Trung chưa từng thấy qua, Trần Tam Kim sẽ cam tâm tình nguyện đi tại người đằng sau. Ba người hướng phía ngoài núi mà đi, không phải đường cũ trở về, thân là Trung Nam Sơn dân bản địa hướng khuyết biết rõ có đầu gần đường một ngày thời điểm liền có thể nối thẳng dưới núi. Các ngươi Trần Gia, xảy ra điều gì tình huống rồi. Trần Tam Kim Châu mày, từ khi tiến vào Trung Nam Sơn đến nay một mực còn tính là phong khinh vân đạm biểu lộ có một tia dữ tợn, trong lời nói lộ ra một luồng khó mà nói rõ bất đắc dĩ. Chuyện xảy ra ba tháng trước, Tết Xuân vừa qua khỏi, chúng ta trần gia đang tiến hành 16 tông thương nghiệp thao tác bắt đầu lần lượt xuất hiện tình huống, đầu tiên khẳng định không phải mắc xích tài chính đứt gãy, mà là các loại không hiểu thấu nguyên nhân đưa đến, gần hai tháng bên trong những này làm ăn tất cả đều ở vào tạm dừng trạng thái, trên phương diện làm ăn sự tình đối Trần Tam Kim đã kích cũng không tính lớn, bảo tân hệ tiền vốn hùng hậu đến bọn hắn có thể không tốn sức chút. Nào đem gian hàng chống đỡ tiếp, tiếp xuống tự thuật mới chính thức nhường hắn cảm thấy sợ hãi. Một tháng trước, chúng ta trần gia trực hệ bắt đầu xuất hiện dị thường, ta một trai một gái một cái ra tai nạn xe cộ hôn mê bất tỉnh một cái bị bệnh liệt giường tra không ra nguyên nhân bệnh, ta huynh đệ tỷ muội ba người ngoại trừ ta ra có hai cái đều xảy ra sai sót, lão bà của ta cũng thần kinh thác loạn điên điên khùng khùng, họ trần tại cái này trong một tháng cơ hội đều không thể đào thoát vận rủi. Trần Tam Kim u nhiên nói, cùng người đấu kỳ nhạc vô tận, trần gia không sợ, nhưng cùng trời đấu lại không có chỗ xuống tay. Trần Tam Kim đoạn văn này nói có chút không hiểu thấu, hà tận trung biết rõ trần gia xảy ra chuyện từ đầu đến cuối nhưng lại không biết hắn câu này không hợp thói thường lời nói là từ đâu mà tới hướng khuyết quay đầu nhàn nhạt nhìn trần tam kim nói ra từ các ngươi lập nhà đến nay cổ tỉnh quán bàn giao các ngươi trần gia không có quên đi một mực ghi nhớ hướng khuyết tiếp tục nói nếu như ngươi lần này không đến cổ tỉnh quán nửa tháng sau trên người của ngươi cũng tương tự xảy ra tình huống Trần Tam Kim ánh mắt biến đổi lớn, kỳ thật Trần Gia tất cả mọi người đổ nhưng chỉ cần hắn còn đứng lấy, bảo Tân Hệ vẫn có thể đứng vững vàng, nhưng hắn nếu là xảy ra chuyện, Trần Gia mặt này đại kỳ coi như thật gãy. Hy vọng trong quan, khả năng giúp đỡ Trần Gia vượt qua cửa ải khó khăn này. Đây là nhất định, Tổ Tông lưu lại nhân quả chúng ta hậu nhân phải đón lấy, không phải vậy đây không phải là ly kinh phản đạo rồi sao? Ngươi thời gian dài ngồi ở vị trí cao khống chế vô số tiền tài nhân viên, tích lũy tháng ngày trên thân tự nhiên ngưng tụ thường nhân không thấu đáo thế bình thường tình huống là không có cách nào xuất hiện trên thân ngươi cho nên người nhà của ngươi đầu tiên gặp tai vạ nhưng một lúc sau ngươi cũng không chịu nổi thôn vệ sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện chính là thời gian vấn đề mà thôi hướng khuyết chắp tay sau lưng có chút khó chịu nói ra đây là lại đánh chúng ta cổ tỉnh quán mặt a à, người nào nghịch ngợm như vậy đâu hà tận trung có chút mộng xuất thân trường kinh doanh Harvard vớt sinh viên tài cao có chút mê hoặc Hắn thề hắn nghe hiểu hai người này lãm nhảm gặm nhưng lại không rõ là ý gì, cảm giác mình đầu có phải hay không có chút chập mạch rồi. Cái kia. Trần Tam Kim Cân nhắc nói nói. Tiên sinh, biết rõ vấn đề ở chỗ nào rồi sao? Hướng khuyết nhất miệng cười nói. Biết rõ, đơn giản liền có chuyện như vậy đi. Một ngày sau đó, trên dưới chung Nam Sơn tới ba người tại chân núi lên một mực chờ đợi cái kia ba chiếc xe jeep sau đó thẳng đến đường sơn mà đi toàn bộ hành trình cao tốc một ngày rưỡi sau tiến nhập nội thành ba chiếc xe diếp xuyên qua nội thành đến đường sơn đông bắc bộ vùng ngoại thành vùng ngoại thành có tòa núi nhỏ sau cổ tỉnh quán chỗ tồn tại gò núi phải lớn hơn nhiều núi nhỏ từ dưới núi đến trên núi tu một đầu con đường có bốn làng xe nối thẳng đỉnh núi hai bên đường đứng vững đại thụ che trời con đường này tu kiến thời điểm những cây này cắm xuống thời điểm đường sơn dân chúng từng cố ý đến quan sát qua có tin tức ngầm từng nói hai bên đường chở ở dưới những cây này ánh sáng giá trị có thể ở kinh thành tam hoàng bên trong mua bộ ba căn phòng rồi đỉnh núi có vài chỗ phòng ở trong đó lớn nhất một chỗ phòng ở chỉ ít tại trước mắt đường sơn tới nói mấy cái khu biệt thự đều không có xây ra so với nó lớn phòng ở về sau phòng ở xây xong về sau công nhân từng tại bên ngoài nói qua gia đình xây không phải biệt thự là tư gia lâm viên trước phòng ngoài viện đứng thẳng một cái đền thờ phía trên khắc lấy hai chữ Trần Thị. Dưới núi, thông hướng trên núi bên đường ngừng lại một giải xe, bên cạnh xe đứng đấy một đống người, nơi này có trần gia thân thích cũng có bảo tân hệ cao tầng, trong mong ngóng trong bảo tân đại lão trở về. Trần Tam Kim không tại, đối bọn hắn tới nói người tâm phúc liền không có. Người tâm phúc trở về rồi, trần gia biến cố tựa hồ liền có manh mối rồi. Ba chiếc xe díp dừng lại, hướng khuyết lại không xuống xe. Trần Tam Kim mười phần không kiên nhẫn quay cửa kính xe xuống, thò đầu ra. Đều cút trở về cho ta, con mẹ nó đều rất nhàn phải không, có bao xa cút bao xa, không biến mất về sau liền mãi mãi cũng biến mất cho ta, thao. Giờ khắc này, Trần Tam Kim khôi phục tại bảo tân hệ cường thế, trên thân quen có giang hồ tập tính cũng xông ra. Lúc này mới là dĩ vãng Trần Tam Kim. Ngoài xe một đám người tại Trần Tam Kim một cuốn họng dưới, liền chần chờ đều không có chần chờ, trong chớp mắt chim thú tán, biến mất vô tung vô ảnh, không có một chiếc xe chạy đến trên núi, tất cả đều chạy ngoài núi lái đi. Tại bảo tân hệ cùng Trần Gia trong đại viện, Trần Tam Kim thả cái rắm, chỉ cần là nghe thấy người liền phải làm thánh chỉ nghe. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 3 Mắt mở âm dương Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ba chiếc xe không có lên núi, tại chân núi sau khi dừng lại hướng khuyết liền xuống tới hà tận trung lại bị lưu lại chỉ có trần tam kim đi theo hắn đi bộ hướng phía đỉnh núi đại viện đi đến con đường này đã sớm tồn tại lúc trước cổ tỉnh quán người nói cho trần lương nhà cửa xây ở sau núi nhất định phải sửa một đầu nối thẳng dưới núi con đường sớm mấy năm đây vẫn chỉ là đầu đường nhỏ đến phụ thân ta cái kia thế hệ bắt đầu liền đổi thành nhựa đường đường cái về sau mấy năm trước ta lại lần nữa tu một lần trần tam kim chỉ vào bên đường cây nói dựa theo cổ tỉnh quán người nói cho chúng ta biết, trần gia phát tài 60 năm về sau, bên đường muốn chở được cổ thụ, những cây này đều là ta từ các nơi vơ vét tới, từ dưới núi đến đỉnh núi hết thảy 810 khỏa, bình thường đều có người chuyên quản lý. Hướng khuyết không có lên tiếng âm thanh, mà là nhắm hai mắt dùng ngón tay trỏ từ ấn đường đến mũi vẽ đạo tuyến, hai tay án lấy con mắt hoạt động một lát mới mở to mắt, một bên trần tam kim quay đầu nhìn lại giật nảy mình, hướng khuyết hai cái con ngươi, thế mà một cái biến thành màu đen một cái biến thành màu trắng. Hướng khuyết nhìn về phía đỉnh núi Trần Thị Đại Trạch, hai đầu lông mày không được nhảy lên, đỉnh núi Đại Trạch viện bên trong một luồng thường nhân nhìn không thấy hắc khí bao phủ tại toàn bộ đỉnh núi, chập trùng không chừng, hắc khí nồng độ tự hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại nhỏ xíu tăng trưởng. Trần Tam Kim hồn nhiên không biết nói ra. Trần Gia Trạch Viện vẫn luôn án chiếu lấy cổ tỉnh quán tổ tiên chỗ nói cho tạo dựng lấy, hết thảy tỉ mỉ công việc đều ghi lại trong danh sách, ta rất xác định từ dưới núi đến trên núi bố trí đều không có cải biến qua. Các ngươi là không hề động qua, nhưng có hay không bị người khác động đậy cũng không biết hướng khuyết cất bước lên núi. Trần Tam Kim hỏi. Tiên sinh, ngài là nói. Có người ở sau lưng đảo chúng ta quỷ. Không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Cổ tỉnh quán phong thủy cục chính mình phá. Các ngươi trần gia chí ít còn có thể đại phú đại quý mấy đời, đến ngươi lúc này mới đời 4A, còn sớm đây, hướng khuyết thế mà chỉnh chạc đàng hoàng vỗ trần tam kim bả vai nói ra. Nói cách khác có hai cái khả năng, hoặc là ngươi là đắc tội với người, hoặc là chính là có người không muốn các ngươi trần gia tiếp tục huy hoàng xuống dưới, chính mình suy nghĩ một chút đi, sau đó hướng hai phương diện này biện pháp, sao có thể đối mặt chính là cái nào nguyên nhân. Người sau trần tam kim không có do dự, trực tiếp định điệu. Có người không nghĩ rằng chúng ta Trần gia tiếp tục đi tới đích rồi. Mặc dù Trần Tam Kim những năm này quán triệt lấy điều thấp làm việc chuẩn tắc, Trần gia thanh danh tại dân chúng bình thường hoặc là thương nhân trong mắt cũng chưa bao giờ tồn tại qua, nhưng đến nhất định cấp độ lại là biết rõ Trần gia cái này khổng lồ thương nghiệp đế quốc tồn tại, cây to đón gió cái từ này chính là tốt nhất giải thích, đơn giản tới nói chính là Trần gia quá nhiều tiền, có người muốn từ đó vớt một thanh. Càng sâu người cũng có thể là Đối phương vừa muốn đem Trần gia chiếm làm của riêng. Hướng Khuyết nói ra. Đối phó ngươi Ngưu Quỷ xa thần không ít bỏ tiền vốn a. À? Trần Tâm Kim hỏi. Phí hết không ít lực. A, à, cái kia nhất định a, à, cho bức tường thành khảm gạch men sứ công trình này lớn không lớn. Chơi đùa nhà các ngươi dùng khí lực, cùng cái này cũng không xê xích gì nhiều, Hướng Khuyết nhất đầu xoa đầu nói ra. Có chút ít khó giải quyết a. À? Tuy nói là ta sư gia vài thập niên trước thủ bút nhưng bây giờ nghĩ phá cũng không phải dễ dàng như vậy. Người này đem các ngươi trần gia cho dạy vào thành hiện tại điểu dạng này rõ ràng là có chút bản lãnh, không phải trên giang hồ đóng vai phụ tiểu nhân vật a. À. Cái kia, nhường tiên sinh phí tâm, trần tam kim thành khẩn nói ra. Phí sức làm gì, ta coi như là đi ra canh chừng rồi, yên tâm đi, ta không mang theo do dự, ai ra tay ta trừng trị hắn liền phải rồi, không thể nuông chiều, Cổ tỉnh quán mặt không phải tốt như vậy đánh. Hướng khuyết gấp đầu mặt trắng cầu nhậu lên núi đỉnh bước nhanh tới. Trần Tam Kim đi theo phía sau hắn, đột nhiên hỏi. Tiên sinh, Đông Bắc người. Xem như thế đi, 10 năm trước là, sau 12 năm bị sư phụ ta từ Đông Bắc cho đưa đến Trung Nam Sơn rồi, liền rốt cuộc không có xuống tới qua. Hướng khuyết quay đầu nhìn qua phía đông, khóe miệng có giật nói. Lão gia hỏa này quá không phải thứ gì rồi không phải nói ta mệnh lý không tốt tại nhà dễ dàng khắc thân, liền đem ta từ quê quán cho lấy tới cái kia khe suối giữa núi bên trong vài chục năm, ta mẹ nó đều nhanh cha mẹ ta lớn thành dạng gì rồi. Hướng khuyết lại nhảy xong liền thuận theo nối thẳng đường trên đỉnh núi hướng phía trần thị đại trạch đi đến, dọc theo con đường này hắn không có nói thêm câu nào, hai tay mười ngón tại trong tay áo không ngừng bấm đốt ngón tay lấy, hai đạo lông mày đa số thời điểm đều là vặn cùng một chỗ. Đến trần thị đại trạch trước cửa, hướng khuyết bỗng nhiên ngừng chân ngẩng đầu chỉ vào cái kia hai phiến màu đỏ thắm đại môn trên đỉnh bát quái kính nói ra. Tấm gương nát. Nát. Trần Tam Kim trong lòng hơi hồi hộp một chút, cũng ngẩng đầu nhìn lại phát hiện cái gương kia vẫn như cũ trần truồng treo ở phía trên, không có một chút vết trách. Cái gương này, từ Trần Gia ở chỗ này lập nhà thời điểm liền tồn tại, liền treo ở trên cửa, đồng thời Trần Tam Kim cha hắn tại trước khi chết đã từng dặn dò qua hắn không chỉ một lần, cái gương này không cho phép nứt, không cho phép nát, không cho phép mất, vô luận trong nhà có chuyện gì tấm gương này nhất định phải bảo trì hoàn hảo không chút tổn hại. Vì thế, Trần Tam Kim đương gia sau cố ý tại hai bên giả bộ camera, đồng thời còn phái chuyên gia trông coi, đến cam đoan tấm gương không mắc sai lầm. Trần gia có rất nhiều kỳ quái răng dậy đều là từ một đời trước truyền miệng đến tiếp theo thế hệ, không có trên giấy ghi chép đều là miệng truyền thụ, mặc dù đến Trần Tam Kim cái này đời đối với mấy cái này răng dậy rất là mê hoặc, nhưng không có người không đem những này răng dậy coi ra gì. Bởi vì Trần Gia tộc trưởng thoái vị thời điểm đều sẽ nói cho người tiếp nhận, Trần Gia phát đạt chính là cùng những này răng dậy tồn tại là cùng một nhịp thở. Nhưng lúc này tấm gương theo cái nhìn của Trần Tam Kim là đồng thời không có vấn đề gì, như cũ hoàn hảo không chút tổn hại treo ở trên cửa, hắn hồ nghi nhìn xem hướng khuyết, đối phương mị mị suy nghĩ nói ra, để cho người ta hái xuống ngươi sẽ biết. Trần Tam Kim gật đầu, hướng phía trong môn ra ngoài đón đợi người hầu nói ra. Chuyển cái cái thang tới. Một lát, hai người mang lên cái thang đi vào môn hạ, một người leo đi lên chuẩn bị ở sau vừa rồi đụng phải tắm gương, không nghĩ tới mặt kính đột nhiên vỡ vụn ra soạt một cái tất cả đều rớt xuống mặt đất, bị hù người kia trực tiếp từ cái thang bên trên ngã xuống tới, sắc mặt trắng bệch nói. Trần, Trần Tiên Sinh, cái này ta, ta chỉ là. Không phải vấn đề của ngươi, không có việc gì, Trần Tam Kim khoát tay áo, xác thực không phải người kia vấn đề, hắn rõ ràng trông thấy tay của đối phương vừa rồi đụng phải tấm gương liền nát, mẹ nó hắn lại không luyện thiết sa chưởng liền đụng một cái mà thôi, nào có như vậy đại lực nói. Hướng khuyết không nói gì, cất bước đi vào Trần Gia Trạch Viện, Trần Tam Kim ở phía sau hỏi. Tấm gương xảy ra vấn đề, tiên sinh, phụ thân ta đã từng nói cho ta biết cái gương kia không thể có sự tình để cho người ta tranh thủ thời gian lại mua một khối giống nhau như đúc lại lần nữa treo lên a à, trần tam kim có chút mộng bức rồi hướng khuyết nói ra mua trước một khối cài bộ dáng chờ giải quyết xong ta cho ngươi thêm xử lý một chút đến lúc đó tấm gương này vẫn là ban đầu tấm gương tiến vào trần gia đại trạch về sau hướng khuyết triệt để không lên tiếng hơn hai giờ thời gian bên trong hắn liền chấp tay sau lưng yên lặng tại trong trạch viện đi tới đi lui, hai chân cơ hồ đạp biến cả tòa sân nhỏ, từ phía trước phòng chính đến phía sau giả sơn, vườn hoa, hồ nước, đình nghỉ mát, phạm là có thể sử dụng chân đi địa phương hắn đều đi qua. Mệt mỏi cái trắm ta hướng khuyết nói lầm bầm: Lão Trần A, ngươi nói nhà ngươi sửa sang lớn như vậy làm gì, nhiều mệt mỏi a, à? có phải hay không có tiền đốt, ngươi cũng quá có thế làm. Trần Tam Kim ừ một tiếng, nói ra. Đúng, chính là có tiền đốt. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 4 Nhà ngươi có quỷ A. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ngươi như thế tán gẫu, vậy ta thích nghe, ta liền đắc ý kẻ có tiền hướng khuyết cười híp mắt nói ra. Trần Tam Kim đặc biệt bây giờ nói ra. Xong việc về sau, tiên sinh tất có thâm tạ hướng khuyết sâu kín thở dài, rất đau khổ dồn ép nói. Khỏi nói việc này, ta nháo tâm. Trần Tam Kim mang theo hướng khuyết tiến nhập phòng chính, sau đó thẳng đến trên lầu phòng ngủ đi đến, Trần Tam Kim lão bà, nhi tử cùng nữ nhi đều ở chỗ này, bây giờ ba người này đều xảy ra vấn đề. Đây là con trai của ta Trần Hạ, hơn một tháng trước ra tai nạn xe cộ một mực hôn mê bất tỉnh tiến vào một gian phòng ngủ, Trần Tam Kim chỉ vào nằm trên giường chừng 20 tuổi nam tử nói ra. Bác sĩ nói chuyện cùng nói xạo giống như, nói ra không ra vấn đề nhưng tính mệnh không có trở ngại, động lòng người chính là bất tỉnh, cuối cùng quy kết làm đầu bị thương dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Hướng khuyết đem đầu tiến đến đối phương trước mặt cẩn thận nhìn chầm chằm nhìn hồi lâu, trên giường cái này mặt người cùng bình ổn ấn đường biến thành màu đen hiển nhiên là vận rủi tới người nhưng không nghiêm trọng lắm, hắn quay người nói ra. Bác sĩ không có nói xạo, con của người xác thực không có nguy hiểm đến tính mạng, chờ lần này sự tình xong hắn liền tỉnh, đi thôi hắn vấn đề không lớn, mặt khác hai cái. Đến trần tam kim nữ nhi gian phòng bên trong, nằm trên giường cái trẻ tuổi nữ tử, sắc mặt tái nhật dọa người, bờ môi lại đỏ phát tím, hai mắt nhắm nghiền, nguyên bản hôn mê người thân thể không nhúc nhích nhưng trên mặt thần sắc lại cách mỗi một hồi biến hóa một lần, giống như là đang dùng dằn cái gì, cả người nhìn cực kỳ quỷ dị, tự như là thân thể đúng là nữ tử này. Nhưng biểu lộ lại giống như là một người khác phi thường mâu thuẫn. Trần Tam Kim nói nữ nhi của hắn cũng là hôn mê một tháng, chỉ có thể dựa vào tim để duy trì thân thể cần thiết, bác sĩ sau khi nhìn qua cũng không được ra cái gì kết luận tới. Hướng khuyết từ mang theo người trong bọc móc ra một tờ giấy vàng, Trần Tam Kim phát hiện trên giấy cùng chữ như gà bới giống như viết liên tiếp ký hiệu, lít nha lít nhít hiện đầy cả trương giấy vàng. Các ngươi trần gia lịch sử phát triển hẳn là có thể để cho ngươi minh bạch, trên đời này có rất nhiều đồ vật là không thể theo lẽ thường đến xem, đúng không? Cho nên ta đoán chừng ngươi thấy điểm cái gì đều sẽ không cảm thấy kỳ quái đi, hướng khuyết tay trái cầm giấy vàng, tay phải xốc lên đắp lên nữ nhân chăn mền trên người, sau đó lưu loát giải khai đối phương áo lộ ra một mảnh trắng nõn làn da. Trần Tam Kim ánh mắt có chút siết chặt, lập tức gật đầu nói. Không sai, Trần Gia phát tài cũng không phải là lẽ thường. Hướng khuyết đem trên giường nữ tử áo giải khai, trong tay giấy vàng đùng một cái liền dán tại đối phương rốn vị trí bên trên, rất quỷ dị là trên giấy vàng xem không hiểu những chữ viết kia thế mà chậm rãi trở thành nhạc bắt đầu, hai phút đồng hồ sau đó lít nha lít nhít chữ viết liền tất cả đều biến mất không thấy. Ai nha ta đi, quỷ quái như thế đâu. Cứ việc có chút chuẩn bị, Trần Tam Kim vẫn là bị giật nảy mình. Mà đồng thời nữ tử thân thể bắt đầu kịch liệt trung rẩy lên, biên độ lớn đến nàng cả người đều trên giường không ngừng cuồng cuộn lấy. Bỗng nhiên, ánh mắt của cô gái đột nhiên mở ra, ánh mắt trắng lóa như tuyết không có một chút mặt khác nhan sắc, tự như là người trong hốc mắt bị khảm nạm hai cái hạt châu trắng bình thường, phi thường khiếp người. Hướng khuyết nhìn chầm chầm nữ tử hai con mắt, ngoắt ngón tay bình tĩnh nói. Cút ra đây, ta tiễn ngươi một đoạn đường đi đầu thai, nếu như bị ta cứng rắn lôi ra đến, kết quả ngươi hiểu. Trần Tam Kim, nữ nhi, con mắt bỗng nhiên trận to, đồng thời nhanh chóng hướng về một phương hướng chuyển động trong miệng toát ra liên tiếp mơ hồ không rõ lời nói hướng khuyết mười phần bình tĩnh chấp tay sau lưng cứ như vậy tiếp tục nhìn chầm chầm ánh mắt của đối phương ta đến tới ba ngươi nếu là không còn ra cơ hội liền không có ba hướng khuyết trực tiếp liền thét lên ba tay phải tiến vào trong bọc lại móc ra một tấm lá bùa bỗng nhiên trần tam kim nữ nhi trong miệng toát ra rít lên một tiếng về sau người đột ngột liền ngồi dậy sau đó trong cổ họng nghẹn ngào không ngừng ngay sau đó người lại lần nữa nhắm mắt lại thân thể thẳng tắp lần nữa ngã xuống trên giường. Một cái cái bóng nhàn nhạt tung bay ở dưới giường đen như mực địa phương, nhìn chầm chầm hướng khuyết trong tay lá bùa không ngừng run rẩy. Hướng khuyết đem lá bùa thả lại trong bọc rồi nói ra. Niềm tình ngươi cũng là bị buộc ta không so đo với ngươi, ngươi tạm thời cho ta tìm một chỗ chính mình ngồi sống đi, chờ ta làm xong việc sẽ cho ngươi viết trương vãng sinh phù cho ngươi đi đầu thai. Dưới giường bóng đen nghe được hướng khuyết lời nói này sau đó lại không run rẩy, chậm rãi từ phía dưới đi ra bay tới cửa sổ biến mất không thấy gì nữa. Cô gái trên giường khôi phục bình tĩnh, an tường phát ra đều đều tiếng hít thở, tự như là bình thường đi ngủ một dạng. Trần Tam Kim miệng mở rộng kinh ngạc chỉ vào vừa mới bóng đen biến mất cửa sổ, hướng khuyết nói ra. "Đơn giản một chút tới nói con gái của ngươi là bị quỷ nhập vào người rồi." chẳng qua là tên tiểu quỷ mà thôi đối với người không có ảnh hưởng gì chỉ là nhường nàng mê man không nổi không cách nào giống người bình thường một dạng sinh hoạt thôi nhưng thời gian lâu dài sau trên người nàng sinh khí sẽ bị hao hết khi đó người liền triệt để xong hiện tại nhường nàng ngủ một giấc là có thể bắt đầu từ ngày mai đến ăn chút thanh đạm đồ vật tu dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục rồi lúc đầu đâu nếu như nhà các ngươi trên cửa chính khối kia tấm gương không có vỡ lời nói những vật này là vào không được nát sau đó cái gì ngưu quỷ xà thần liền đều có thể chui vào, khối kia bát quái kính có thể đỡ nổi bình thường mấy thứ bẩn thiểu. Trần Tam Kim trọn vẹn sửng sốt nửa ngày trong đầu mới tính tiếp nhận hướng khuyết một phen, hắn biết rõ Trần Gia phát tài là bởi vì vài thập niên trước hắn Thái Gia chịu một cái đạo sĩ chỉ điểm tại trên ngọn núi này đóng sân nhỏ, cũng chính là Trần Thị Tổ Phòng. Dựa theo cái đạo sĩ kia phân phó đem toàn bộ trạch viện đều xây xong phong thủy cục, từ đó về sau người nhà họ Trần Việt buôn bán liền không có gì bất lợi, một mực phát triển đến bây giờ khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Phong thủy cái gì hắn ngược lại là có thể tiếp nhận, thời đại này cái nào làm ăn không mê tín phong thủy, nhưng quỷ nhập vào người Việt này liền có chút không thể tưởng tượng nổi, vượt qua thường nhân nhận biết quá nhiều, nhiều lắm. Trần Tam Kim trầm giọng nói ra. Lão bà của ta tình huống nghiêm trọng hơn, nói như vậy cũng thế. Hướng khuyết cũng không phải cùng hắn giải thích, trực tiếp nhường trần tam kim dẫn hắn đi lão bà hắn gian phòng tiếp tục xem nhìn. Còn không có tiếng vào trong phòng, một luồng âm phong liền từ phía dưới trong khe cửa chậm rãi thổi đi ra, để cho người ta thân thể không nhìn được trung lên. Trần Tam Kim tay vừa mới dựng vào chốt cửa cũng cảm giác được trong lòng bàn tay Kim châm bình thường băng lãnh, trong phòng Đức quản truyền ra không giống tiếng người đồng tỉnh. So trước kia nghiêm trọng nhiều, trước khi ta đi chẳng qua là cảm thấy phòng ngủ của chúng ta có chút âm lãnh, khi đó cảm thấy không có gì có thế có thể là thời tiết lạnh nguyên nhân, đồng thời nàng cũng chỉ là thích nói mê sản ưa thích tại đen kịch địa phương ở lại, nhiều nhất chính là vừa khóc vừa gào gặp người liền cắn, ta cho là nàng là bởi vì gần nhất chuyện trong nhà bị cái gì kích thích đâu, nhưng bây giờ nhìn. Vừa rồi trên thân con gái ngươi chính là tiểu quỷ, hiện tại cái này lại khác biệt, là lệ quỷ hướng khuyết kéo hắn một cái, nói ra. Chớ đi vào, ngươi không chịu được, Ngươi đi để cho người ta lộng hai bồn máu chó đen đến sau đó tất cả đều bôi lên đến bên ngoài phòng ngủ trên cửa sổ, lại đi tìm cho ta cái lò sát sinh xin mời một cái vết trâu người mang theo đao của hắn qua đây, cuối cùng lộng điểm thanh triều đồng tiền đến càng nhiều càng tốt. Trần Tam Kim nghe hướng khuyết nói xong cũng cầm điện thoại di động lên phân phó người tranh thủ thời gian mang theo những vật này qua đây, kỳ thật nguyên bản hướng khuyết xuất thủ cũng không cần như thế rườm rà, trên người hắn mang đồ vật chí ít có mấy thứ liền có thể nhường hắn đi vào trong phòng góc đồ vật bên trong đấu một cái. Chỉ bất quá con hàng này tại Trung Nam Sơn cổ tỉnh quán vài chục năm còn chưa từng xuất thủ đối phó qua gia hỏa lợi hại, nói trắng ra là chính là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, dĩ vãng đều là đàm binh trên giấy, lần này rời núi hắn liền định tôi luyện một cái chính mình. Dù sao, lại có mấy năm cổ tỉnh quán liền nên truyền đến hắn cái này. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương không nhân quỷ đấu nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio bảo tân hệ là một bộ vận chuyển khổng lồ máy móc trần thị đại trạch thì là bảo tân hệ động cơ trần tam kim là bên trong điều khiển máy tính hắn chính là cao nhất chỉ lệnh từ hướng khuyết nhường hắn chuẩn bị bắt đầu trần tam kim phân phó không đến nửa giờ muốn cầu đồ vật liền toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng hai bồn đen đặt tản ra mùi hôi thối máu chó đen bị người bôi lên tại phòng ngủ ngoài cửa sổ một cái có 30 năm đồ tể kinh nghiệm lão đồ phu mang theo đem vết dao mổ trâu chờ lệnh, hướng khuyết trong tay ước lượng lấy một nắm lớn đồng tiền rất im lặng nói ra. Lão Trần, có tiền không mang theo chơi như vậy, người cái này có chút quá kiêu căng ha. Làm sao? Không thích hợp. Trần Tam Kim hỏi. Hướng khuyết nói ra. Phù hợp, nhưng ta cái này một thanh đồng tiền ném ra đi 180 vạn nhưng là không còn rồi, đây là tại đốt tiền A. Trần Tam Kim rất bình tĩnh khoát tay nói ra. Thứ này ta để đó cũng vô dụng, nên chính là, không cần khách khí, nếu như ta nhớ không lầm trong khố phòng những này đồng tiền khả năng còn có gần trăm mười cân, ngươi nếu là cảm thấy chưa đủ ta có thể để người ta lại chuyển tới. Hướng khuyết nhường hắn chuẩn bị đồng tiền, tùy tiện lòng chỉ ra rõ ràng thời đại liền có thể, nhưng Trần Tam Kim cho hắn lấy ra mấy chục mai vạn lịch thông bảo, cái này đến là minh thanh tiền cổ, có thế quá mẹ nó đáng giá tiền hắn tiện tay bắt cái này một thanh liền đáng giá hơn 10 vạn rồi, nên quỷ quá lãng phí. Minh Thanh hai triều ra truyền thế đế vương, tỷ như Khang Hy, Càng Long, thời vạn lịch niên đều là dân giàu nước mạnh, quốc vận hưng thịnh, đế khí đại thịnh, những triều đại này đồng tiền đều có cực mạnh trừ tà khu quỷ hiệu quả, thường nhân bình thường đeo một viên tiểu quỷ đều khó mà cận thân, nếu như trong tay ai nắm chặt một nắm lớn lời nói đều mẹ nó có thể hóa thân suốt ngày sư nếu ai mang cái tần thủy hoàng thời kỳ chế tạo tiền ở trên người, cả một đời tà khí dính không được thân. Đến đại gia, đợi chút nữa có cái gì động tĩnh ngươi cũng đừng nhúc nhích, cầm ngươi thanh kia dết dao mổ trâu cho ta ngăn ở cửa ra vào là được rồi, nếu là nhìn thấy cái gì không sạch sẽ đồ vật ngươi liền giơ tay chém xuống cứ duy trì như vậy là được rồi, không cần khách khí, hiểu không? Hướng khuyết lôi kéo lão đồ phu đi tới cửa, nói ra. Ít 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 các ngươi nghề này, gặp khẳng định so với thường nhân nhiều, không cần ta giải thích a à. Lão đồ phu gật đầu nói. Hiểu, trong phòng này có mấy thứ bẩn thiểu đi chứ. Thời đại này cũng chính là tìm không thấy tại chợ bán thức ăn miệng hành hình quái tử thủ rồi, không phải vậy bọn hắn chỉ sợ so ta thích hợp hơn. Hướng khuyết dựng thẳng ngón cái nói ra. Đàn ông, người trong nghề. Thường nhân đều biết đồ vật có thế khu quỷ trừ tà, nhưng người bình thường cũng không biết trên đời này có mấy loại người bản thân liền có tốt nhất trấn tà tác dụng, ngồi ở vị trí cao quan viên quan khí tràn đầy bách tạ bất xâm, lãnh binh tướng đánh giặc quân sát khí nghiêm nghị cũng giống như thế, còn có một loại người chính là đồ tể cùng quái tử thủ. Thời cổ quái tử thủ hành hình nhiều năm trên thân sát khí dày đặc, làm cả một đời chém người đầu nghề liền lệ quỷ cũng không dám cận thân, hiện tại xã hội này quái tử thủ không có, nhưng lò sát sinh bên trong mổ heo, vết trâu thậm chí vết gà người cũng trên cơ bản không sai biệt lắm, mặc dù sát khí không có quái tử thủ nồng, nhưng sát sinh năm tháng nhiều như thường có thế hù quỷ đặc biệt là quanh năm đều dùng một thanh đồ đao còn có thể đưa đến gia trị tác dụng hướng khuyết nhường đồ tể mang theo chính mình đồ đao canh giữ ở cửa ra vào cái kia lệ quỷ chỉ cần không phải đạo hành quá sâu tuyệt đối không có cách nào lao ra chuẩn bị thỏa đáng về sau không cho phép ai có thể toàn bộ rõ ràng lui phía trên chỉ còn trần tam kim cùng lão đồ phu tại cửa ra vào hướng khuyết tay khoát lên chốt cửa bên trên sau đột nhiên đẩy một cái môn một cổ âm phong liền đập vào mặt thổi đầu người phát chật về phía sau dưng lên trên thân nổi lên một lớp da gà đây không phải mùa đông băng hàng thấu xương mà là một loại thẩm thấu đến thực chất bên trong âm lãnh đồ tể cùng trần tam kim đã sớm chuẩn bị cũng bị cái này vừa ra dọa cho sắc mặt trắng bệt, không chờ hắn hai phản ứng đâu hướng khuyết tất bước đi vào phòng ngủ lại lần nữa lại đóng cửa lại rồi trong phòng âm khí âm u hai phiến cửa sổ đều bị thật dày mạng cửa che chắn lên không có một tia sáng xuyên qua đen kịt mà yên tĩnh, người một bước vào phản phất trong nháy mắt tiến nhập một không gian khác đồng dạng, trong phòng trước đó truyền ra động tĩnh lúc này cũng không có. Hướng khuyết sau một lúc lâu mới thích ứng trong phòng hắc ám con mắt quét một vòng mới phát hiện tại đối diện góc tường bên dưới rụt lại một hình bóng, bóng đen mặc lấy phổ thông áo ngủ ngồi sổng dưới đất đầu chôn ở trong cánh tay, tự như là một tòa tượng đá đồng dạng không nhúc nhích. Tự hồ là phát giác được có người tiến vào, mặc đồ ngủ bóng đen chậm rãi nâng lên đầu, hướng khuyết gắt một cái, mắng. Vẫn là cái sử quỷ. Mặc đồ ngũ nữ nhân chính là Trần Tam Kim lão bà, Vương Lâm Châu, lúc này nạn tóc rối bù hai mắt mị mị lấy một đường nhỏ, khóe mắt cao cao nâng lên nhưng hốc mắt cũng rất sâu con mắt đều lõm vào, gương mặt trắng bệt bờ môi phấn hồng cái này hoàn toàn không phải người bình thường sắc mặt, trong lỗ mũi chảy ra hai đạo vết máu, biểu lộ lấy một loại cực không theo quy tắc trạng thái vặn vẹo lên, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, tự như là kẹp lấy một ngụm đàm nhã không ra núi. Không trôi một dạng. Vương Lâm Châu trông thấy hướng khuyết đứng tại chính mình đối diện, liền chậm rãi từ dưới đất bò dậy, chậm rãi chuyển lấy bước chân hướng hắn đến gần, hướng khuyết lui lại hai bước tay tại trên tường lục lọi sau, đùng, một tiếng, mở ra chốt mở. Trong phòng ánh đèn lập tức phát sáng lên, Vương Lâm Châu cánh tay cuốn quyết ngăn tại trước mắt mình, trong miệng phát ra một tiếng chói tai kêu to, nghe mười phần khiếp người giữ ở ngoài cửa đồ tể cùng trần tam kim nghe thấy cái này âm thanh xuyên tường mà qua tiếng gào lập tức thân thể khẽ run rẩy cái này mẹ nó cũng chính là ban ngày cái này nếu là ban đêm ở bên ngoài nghe thấy cái này một cuốn họng có thể đem người dọa cho tè ra quần đồ tể quay đầu nói với trần tam kim vị lão bản này trong phòng là gì của ngươi lão bà của ta đồ tể nhíu mày nói ra có lệ quỷ bên trên nàng thân rồi nghe động tĩnh này thật giống còn không phải bình thường lệ quỷ, đoán chừng là độc tử khá nhiều năm rồi không có đầu thai, trên thế gian đi dạo tai họa không ít người, thật nặng sát khí. Trần Tam Kim kinh ngạc hỏi. Ngài, cũng hiểu những này. Đồ tể dương lên trong tay đồ đao nói ra. Làm chúng ta nghề này so với các ngươi những người bình thường này gặp nhiều, sát sinh giết nhiều cái gì quái sự không có lĩnh giáo qua, sớm mấy năm thôn chúng ta bên trong có nhà phạm ta bị bệnh, đã từng có tiên sinh mời ta đi tọa trấn, hoặc là có nhà lên mộ phần thời điểm sợ có đại bánh chưng xuất hiện cũng cho ta mang theo đau đi tăng thêm lòng dũng cảm. Ta mặc dù không hiểu nhiều, nhưng loại sự tình này cũng đã gặp mấy lần. Bất quá lần này như thế mơ hồ đối ta vẫn là lần đầu gặp phải, chỉ. Mong vị bên trong kia tiên sinh có chút môn đạo, không phải vậy vậy thì phiền toái. Ngươi quỷ kêu cái gì a? À, hướng khuyết tựa ở trên tường, đưa tay chỉ vào vương lâm châu nói ra. Cút ra đây, chính mình đi ra ta cho ngươi một cơ hội, để cho ta kéo ngươi đi ra coi như không khách khí như vậy rồi. Lúc trước cảnh cáo Trần Hạ trên thân tiểu quỷ cái kia lời nói có tác dụng, nhưng lần này hướng khuyết lời nói, vương lâm châu trên người lợi quỷ căn bản không có coi ra gì. Tiểu quỷ chính là tiểu quỷ, không có thành tựu gì cùng đạo hành, có thể lên thân người nhưng chỗ hại không lớn nhiều lắm là để cho người ta mê mang sau đó dùng thời gian đến tiêu tốn trên thân người sinh khí. Nhưng là lợi quỷ lại khác biệt, mấy chục năm lệ quỷ làm quá nhiều nghiệt, thời gian càng lâu đạo hành càng sâu, lên thân người sau liền có thể khống chế người, đồng thời thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không có chút bản lãnh tiên sinh đụng phải căn bản không có chỗ xuống tay, bị phản phệ khả năng phi thường lớn. Hiển nhiên, vương lâm châu trên người lệ quỷ không phải món hàng tầm thường, biết rõ hướng khuyết là tới đối phó chính mình, cũng không có coi ra gì. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 6 Hiện thân nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Kiệt, kiệt, kiệt. Vương Lâm Châu toát ra liên tiếp âm hiểm cười, nửa cúi đầu tóc dài cúi tại mặt bên cạnh, trong mắt bên trên lật lên hướng hướng khuyết từng bước từng bước dời qua đây. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu được lời nói của ta, cho ngươi thêm lần cơ hội, từ trong cơ thể nàng đi ra, ngươi mặc dù là lệ quỷ nhưng ta có thể giúp ngươi tìm cao tăng siêu độ, chưa chắc không thể vào luân hồi đi đầu thai, hướng khuyết tận tình lại khuyên một câu không phải không lòng tin làm qua nàng, mà là quỷ cũng thuộc về sinh linh bên trong một loại, vết quỷ đồng dạng sẽ dẫn ra nhân quả đến, loại này nhân quả nhiều sẽ đối với tự thân sinh ra ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là phong thủy cùng bói toán nhất mạch đạo sĩ, tiết lộ thiên cơ quá nhiều tự thân bị phản phệ, có thể hóa giải một phần nhân quả phản phệ cơ hội liền thiếu đi một chút. Lão đạo cùng sư thúc đã từng đều dặn dò qua hướng khuyết, hắn mệnh lý vốn cũng không thái bình, nếu như tiết lộ thiên cơ quá nhiều, Nhân quả quá nhiều, cuối cùng có thể rơi cái ngũ tệ tam khuyết hạ tràng liền xem như trước sau vẹn toàn rồi, nếu như thảm một điểm, cái kia mệnh lý kiếp số sẽ càng nặng Trên người ngươi có ta rất ưa thích hương vị Vương Lâm Châu trên người lệ quỷ căn bản không có quản hướng khuyết cảnh cáo, từng bước từng bước ép tới Hướng khuyết tức giận nói Ngươi cùng ta chơi cái gì khác phái hút nhau à, còn có ngươi ưa thích hương vị, ai nha ta đi ngươi thế nào không nói ngươi muốn quỳ ta ống quần dưới đấy đâu bình thường chính thống đạo sĩ khu quỷ cách làm giống mao sơn ma y long hổ toàn chân các loại đạo giáo phe phái đều biết dùng pháp khí tỉ như kiếm gỗ đào đồng tiền kiếm hoặc là tơ hồng con rối cái gì sau đó lại đọc chú ngữ hoặc là vung lá bùa nhưng những này chính thống khu quỷ chi thuật cổ tỉnh quán đều không có cổ tỉnh quán khu quỷ chi thuật có một phong cách riêng hướng khuyết dựa lưng vào tường không đường thối lui Vương Lâm Châu cách hắn chỉ có xa ba, bốn mét khoảng cách lúc đột nhiên trên hai tay nhất hai chân đột nhiên phát lực, nhảy cà tưng liền hướng phía hướng khuyết cái cổ chọc tới, hai cánh tay móng tay tản ra huyết hồng ám quang, mở ra trong miệng tản ra một luồng khó ngửi mùi hôi thối. Hướng khuyết ghét bỏ gắt một cái, nhíu lại cái mũi đưa tay từ trong bọc móc ra một tấm phù chú sau đó đột nhiên nâng lên chân phải vương về trước, một chân liền đá vào vương lâm châu trên bụng. Phanh một cước xuống dưới, thân thể của nàng cũng chỉ là lung lay hướng khuyết rõ ràng cảm giác mình chân phải rung lên cùng đá vào trên tảng đá không sai biệt lắm cái này đạp một cước không có lên cái gì đại tác dụng nhưng lại nhường vương lâm châu thế tới dừng một chút lập tức hướng khuyết liền vội vàng tiến lên đem trong tay phù chú đụng một cái dáng tại ngực của nàng chỗ tam hồn vĩnh cửu phách vô tan khuynh cấp cấp như luật lệnh đạo giáo phù chú tỉnh tâm chú vương lâm châu bị lệ quỷ trên thân cái này phù chú có thể làm cho nàng khôi phục thanh minh trùng hoạch tâm trí, tục ngữ nói chính là không đến mức bị ma quỷ ám ảnh. Một phù gián lên, Vương Lâm Châu lập tức bất động rồi, thân thể tại chỗ đập gõ, một đạo hắc khí mơ hồ tại thân thể của nàng mặt ngoài hiển hiện, lúc này Vương Lâm Châu nguyên bản đục ngầu ánh mắt lại có chút khôi phục như lúc ban đầu, một tia thần tình thống khổ hiển hiện trên mặt, trong miệng không có âm hiểm cười mà là phát ra một tiếng đau đớn tiếng kêu. Nhưng một màn này cũng liền vẹn vẹn duy trì trong nháy mắt, Vương Lâm Châu liền lại biến trở về lệ quỷ trên thân nguyên dạng, đạo phù kia giấy cũng không gió mà động bay xuống trên mặt đất. Ai nhà ta đi, sưng ngưu như vậy đâu, rất có đạo hành a, à, hướng khuyết bị giật nảy mình, dưới tình huống bình thường lá bùa dán đi lên sau Vương Lâm Châu hẳn là có thể khôi phục tâm trí, lệ quỷ vẫn tại trên người nó, nhưng thuộc về cả hai tranh chấp tình huống, nhưng không nghĩ tới chính là Vương Lâm Châu chỉ khôi phục chỉ chốc lát thanh tỉnh liền lại biến trở về đi rõ ràng trên người nàng lệ quỷ phi thường bưu hãn, lá bùa không có trấn trụ nó. Hướng khuyết cảm thấy mình khả năng có chút khinh địch, không nghĩ tới lần thứ nhất xuống núi xuất thủ lại đụng phải kẻ tàn nhẫn. Dết. Dết, rồi, ngươi vương lâm châu trong miệng mơ hồ không rõ phun ra mấy chữ, sau đó nhanh chóng giang hai cánh tay lần nữa hướng hướng khuyết chọc tới. Móa, thật giống chơi lớn rồi, hướng khuyết có chút chết lặng rồi, nguyên bản quỷ nhập vào người cũng không tính quá nghiêm trọng, nhưng quỷ nhập vào người sau chỉ toàn tâm phù chú còn không dùng được liền không tầm thường rồi, đây tuyệt đối là đạo hành thâm hậu lợi quỷ. Hai cái hiện ra lục quan tay dương xăm xăm móng tay đột ngột liền hướng phía hướng khuyết trên cổ chọc tới, hắn lui lại hai bước phía sau lưng lần nữa đỉnh ở trên vách tường. Phốc, phốc vương lâm châu ngón trỏ giống ưng trảo bình thường thẳng tắp cắm vào hướng khuyết sau đầu trên vách tường, móng tay không có vỡ lại vẽ rơi xuống một đống trên vách tường mảnh vụn. Hướng khuyết tránh nhanh, thấy tình thế không ổn liền xoay người cúi đầu tránh thoát hai cánh tay trảo sau đó chân phải đạp một cái mặt tường người liền lao ra ngoài thuận thế trên mặt đất lăn một vòng cấp tốc cùng vương lâm châu kéo dài khoảng cách không nghĩ tới đối phương tốc độ thật nhanh thân thể thay đổi qua đây hậu nhân trực tiếp liền cắt ngang qua đây lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ chạy trên đất hướng khuyết nhào tới hướng khuyết mắng thầm tới cái lại lư đã cổn liên tiếp lăn lông lốc vài vòng lần này không đợi khởi hành đâu liền từ trong túi lấy ra một viên vạn lịch thông bảo đến, hướng phía chuẩn bị tiếp tục nhạo lên Vương Lâm Châu vung đi. Phanh, đồng tiền chính giữa Vương Lâm Châu trên thân đi sau ra một tiếng vang trầm, một cước không có bị đạp động người lại bị cái này một viên nho nhỏ đồng tiền cho kích đột nhiên về phía sau lật đi, Vương Lâm Châu thân thể đằng không mà lên trùng điệp ngã trên đất. Trong miệng của nàng phát ra một tiếng rít, rõ ràng thoáng một cái nhường nàng thống khổ không chịu nổi hướng khuyết lập tức vọt lên từ dưới đất đứng lên, tay phải nhanh chóng từ trong bọc lại túng ra một tấm lá bùa. Thái thượng đài tinh, ứng biến không ngừng, khu tà phượt mị, bảo mệnh hộ thân, cấp cấp như luật lệnh. Đọc trong miệng chú người nhanh chóng hướng phía trên đất vương lâm châu đánh tới, lá bùa lần nữa đùng một cái dáng tại ót của đối phương con bên trên. Hướng khuyết không tài chủ quan rồi, không dám trì hoãn một lát, vội vàng lại móc ra ba cái đồng tiền đến theo thứ tự đặt tại vương lâm châu thiên linh cái, rốn, chân sau để trần bên trên. Ba cái đồng tiền phong bế lệ quỷ thượng trung hạ ba đường, nàng không có cách nào tại khống chế ở vương lâm châu thân thể, muốn không chờ bị đánh, chỉ có thể lập tức trời đi. Hướng khuyết làm xong đây hết thảy về sau, trên đất vương lâm châu quay cuồng không ngừng, trong miệng liên tục gầm rú lấy, nhìn lộ ra thống khổ không chịu nổi một luồng hắc khí như ẩn như hiện tại nàng bên ngoài thân lưu động, hướng khuyết thì ngồi xếp bằng ngồi dưới đất chính hướng về phía Vương Lâm Châu hai tay liên tục kết mấy cái đạo gia thủ ấn, đồng thời trong miệng liên tục không ngừng nhớ tới tối nghĩa khó hiểu phù chú. Theo hướng khuyết trong miệng phù chú càng niệm càng nhanh, Vương Lâm Châu trên người hắc khí dần dần nồng đậm lên, nàng trên trán lá bùa không gió mà bay tự hồ muốn lần nữa thoát ly nhưng thủy chung không có bay ra đi, ngược lại là cái kia ba cái đồng tiền tại trên người nàng càng lún càng sâu nhìn thật giống đều muốn kìm tại trong thịt rồi. Hướng khuyết đây là tại cùng lệ quỷ đấu pháp, hắn muốn đem lệ quỷ bức đi ra, mà lệ quỷ thì là cố gắng muốn chui về vương lâm châu trong thân thể sốc hết lên lá bù cùng đồng tiền, cả hai không ngừng dặn co nắm kéo. Hướng khuyết trên đầu bắt đầu bốc lên mồ hôi, hắn vốn là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, cùng lệ quỷ đấu như thế thời gian qua một lát đã có chút vượt qua hắn tiếp nhận phạm vi, trên tinh thần hao phí cực lớn một người một quỷ trọn vẹn dặn co có gần 10 phút đồng hồ, vương lâm châu trên người hắc khí đột nhiên ngưng tụ thành một đoàn, sau đó từ đỉnh đầu của nàng lập tức thoang đi ra, đồng thời cấp tốc trôi hướng cách đó không xa thành hình, mà trên người nàng lá bù cùng đồng tiền cũng rớt xuống. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 7 Kinh lôi nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lệ quỷ phiêu đáng ở giữa không trung, hai chân bên dưới đậm máu không có hai cước, một ghế tóc dài qua eo ngăn trở hơn phân nửa mặt, vẻn vẹn chỉ lộ ra bên phải một bên gương mặt, phía trên bốc lên mũ đau nhức cùng dòng máu đen, thối rửa hay sao dạng. Cứ việc đem thứ này ép ra ngoài, vương lâm châu là không sao, nhưng hướng khuyết chửi mẹ rồi, hắn tranh thủ thời gian cắn nát ngón trỏ sau đó nhanh chóng gạt ra một giọt máu tươi tại vương lâm châu ấn đường vẽ lên đạo hồng tuyến, nam tử dương khí trong máu nặng, phong bế người ấn đường sau có thể phòng ngừa lệ quỷ lần nữa bên trên thân thể của nàng. Lệ quỷ nhìn rất thảm, nhưng đây chính là nó diện mạo như cũ, nói cách khác hướng khuyết trước đó phí hết sức lực đem nó từ vương lâm châu trong thân thể bước đi ra chính là cứu được trần tam kim lão bà, mà lệ quỷ lại không tổn thương chút nào ngược lại là hướng khuyết mình bị mệt mỏi gần chết lúc này hướng khuyết không có cà lơ phất phơ không xem ra gì rồi hắn đứng lên đem ba lô để ở trước ngực hai tay tất cả nắm vút một viên vạn lịch thông bảo tầm mắt nhìn chằm chầm lơ lửng không cố định lợi quỷ kiệt 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 lợi quỷ toát ra một trận âm hiểm cười cánh tay chật bay lên tự rộng thùng thình ống tay áo bên trong duỗi ra một đoạn tái nhợt cánh tay phía trên lít nha lít nhít hiện đầy nhúc nhích dòi bọ nhìn tương đương buồn nôn ngươi nhất định phải chết chết chắc đừng làm ta sợ rồi cái kia bất quá chỉ là huyễn tượng thôi làm ra vẻ a à, hướng khuyết vỗ vỗ trước ngực ba lô nói ra hù dọa người a à, vậy ngươi mở to hai mắt hướng cái này nhìn ta để cho ngươi nhìn xem ai có thể đem ai hù dọa ở hướng khuyết kéo một phát cái kia ố vàng phá buồm trong bao vải lộ ra một đống loạn mã bảy hỏng bét đồ vật bên trong lộn xộn cái gì đều có nhưng lệ quỷ thuận theo tay của hắn xem xét lập tức phát ra một tiếng tiếng rít chói tai đầu tóc nhất thời bay múa trên người áo trắng phiêu đảng, lộ ra một bộ e ngại thần sắc trong bọc nhiều nhất chính là lá bùa ngoại trừ còn có một khối rỉ sét miếng sắt một cái đen có chút không hợp thói thường khối lập phương đầu gỗ cùng mấy thứ vật nhỏ không biết là loại nào đồ vật để nó cảm nhận được phát ra từ nội tâm sợ hãi lệ quỷ cuốn quyết trôi hướng cửa sổ chỗ chạy màn cửa liền đụng tới nhưng thân thể của nó vừa mới đụng phải màn cửa liền đột nhiên bị gãy trở về một luồng đục ngầu hắc khí đằng không mà lên. Móa, chạy rất nhanh a, à, hướng gia có thế không có thủ đoạn chờ ngươi, cửa sổ bên ngoài sớm bị bôi lên máu chó đen, cái đồ chơi này là đuổi quỷ trừ tà tốt nhất thuốc hay, tuyệt đại đa số mấy thứ bẩn thiểu đều e ngại. Lệ quỷ bị bắn ngược về đến sau lão đảo vừa rồi bay lên, hướng khuyết trong tay mấy cái vạn lịch thông bảo liền đổ ra ngoài, tất cả đều đâm vào lệ quỷ trên thân, ngưng tụ hơi thở đế vương đồng tiền mặc dù không có cách nào đem lợi quỷ đánh hồn tán nhưng lại có thể cho nó tạo thành thương không nhẹ lợi quỷ ở giữa không trung bốc lên không chỉ thân thể tự như lộ tức giận bóng cao su giống như bốn phía đi loạn mặc dù như thế hướng khuyết vẫn như cũ không có phớt lờ những thủ đoạn này có thể bị thương nó nhưng khẳng định không có cách nào trấn trụ đối phương loại này lợi quỷ trên thân ngưng tụ rất nhiều sát khí muốn để nó hồn tán cũng không có dễ dàng như vậy quả nhiên lệ quỷ chỉ là tung bay ở giữa không trung dãy dụ lấy, nhưng là thân thể lại không có tản ra, cái kia tiếng rít chói tai một mực vang cái không ngừng, chấn hướng khuyết lỗ tai tóc thẳng nha, tiếng vang càng lớn hắn lại càng lo lắng, tiểu quỷ không có gì động tĩnh, lệ quỷ động tỉnh lớn đã nói lên đạo hành của nó đã rất sâu. Cửa sổ bị phong bế ra không được, lệ quỷ ngược lại chạy hướng môn phương hướng, hướng khuyết gào hô một cuốn họng. Đồ tể, chuẩn bị. Ngoài cửa một mực nghe bên trong động tỉnh lão đồ phu nghe chút hướng khuyết la lên, trong tay đồ đao liền dơ lên, không chút do dự liền một đao đâm vào chính giữa cửa ở giữa. Trần Gia Môn đều là gỗ thật, vật liệu khẳng định không thể nói, một đao cũng tuyệt đối đâm không thấu, nhưng cũng không cần thiết xuyên thấu cửa phòng, quỷ không đi môn bọn hắn sẽ xuyên cửa mà qua, cho nên đồ tể một đao kia đính tại trên cửa, mà vừa lúc xuyên cửa muốn xong ra đi lệ quỷ vừa vặn đụng cái đan. À! lệ quỷ thân thể bị đau đâm trúng, lập tức lộ ra một chút bắt đầu mơ hồ. Một đau kia so trước đó chịu tất cả thương tích đều muốn nặng nhiều, độ tể sát khí nặng đau trong tay không biết uống bao nhiêu máu, sát khí càng nặng, lão đồ phu quả thật có chút kinh nghiệm, hắn cùng trần tam kim căn bản nhìn không thấy lệ quỷ hoàn toàn là bằng kinh nghiệm suy đoán, thế mà dưới một đau kiên quyết lệ quỷ trọng thương sau đó bước cho trở về. Đồ tể nuốt ngụm nước bọt, nói ra, Bên trong người tuổi trẻ kia rất có chiêu a, à, cái kia mấy thứ bẩn thiểu chỉ sợ là không kiên trì nổi. Từ trong môn bị buộc mà quay về lệ quỷ còn tại bốc lên bên trong, hướng khuyết từ trong ba lô móc ra một khối đen nhánh khối lập phương đầu gỗ, rung tay liền quan tới. Thiên địa tự nhiên, quế khí phân tán, trong động mê hoặc, hoảng lãng thái nguyên, bác phương uy thần, sự ta tự nhiên, cấp cấp như luật lệnh, vung ra đầu gỗ, hướng khuyết vội vàng kết ấn miệng phun đạo chú. Lệ quỷ mắt thấy khối kia đầu gỗ rơi xuống đỉnh đầu của mình, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, trong miệng rít lên liên tục, quay người quên lấy hướng khuyết lộ ra một bộ khẩn cầu thần sắc. Hối hận rồi. Đã chậm, sớm mẹ nó làm gì đi, cho ngươi cơ hội ngươi không cần, đem ta mệt cùng con bê tự như sau đó bây giờ muốn đổi ý ngươi bắt ta vui đùa chơi đâu a, à, hướng khuyết kết ấn, nhưng cái kia đen nhánh đầu gỗ khối bay đến lệ quỷ trên đầu về sau, ngoài phòng giữa không trung cấp tốc từ bốn phương tám hướng hội tụ qua đây một khối lôi vân giáng lâm tại trần gia chỗ tồn tại núi nhỏ phía trên, sau đó trống rỗng vang lên một tiếng sấm nổ, thiểm điện chém thẳng vào trần gia đại trạch. Răng rắc. Đen kịt trong phòng một đạo cường quan chật hiện, một tiếng điếc tai nhức ốc tiếng sấm ầm vang vang lên, toàn bộ trần gia đại trạch cũng không khỏi vì đó rung lên, đứng ở phía ngoài trần tam kim cùng lão đồ phu tôi không kịp đề phòng lại cách gần, nhất thời cho chấn đụng phải trên tường, hai mắt đóng chặt đầu tóc thẳng choáng váng. Lôi là tất cả mọi thứ vẻ lo lắng tà vật khắc tinh, bổ trúng người tan thành mây khói, vô luận đạo hành bao sâu quỷ vật bị bị sét đánh trúng đều không có may mắn thoát khỏi khả năng. Mà trong phòng, lời quỷ tại cái kia một tiếng sấm vang về sau, liền gọi cũng không kịp kêu một tiếng liền tứ tán ra, nồng đậm hắc khí giống như là một đoàn sương mù đồng dạng chậm rãi trở thành nhạc, sau đó dần dần tan biến. Lệ quỷ hồn bay nguyên bản âm lãnh trong phòng trong chốc lát liền khôi phục lại cứ việc còn cản trở màn cửa cũng không tại đen kịt vô cùng nhiệt độ cũng dần dần lên cao trở về hướng khuyết mệt cùng con chó chết giống như thở lấy nằm rạp trên mặt đất sau đó nhặt về khối kia hắt một đầu đen kịt bóng loáng trên gỗ trống rỗng nhiều hơn một đạo tế văn hướng khuyết thầm mắng một câu xuất sư không thể nào thuận lợi a à, lần thứ nhất xuất thủ liền đem bảo bối này cho dùng thật mẹ nó đau lòng khối kia không đáng chú ý hắc mộc đầu là hướng khuyết trên thân chỉ có mấy món khu quỷ đồ vật, mười phần hiếm thấy, tên là kinh lôi mộc. Theo lôi thôi lão đạo nói, khối kinh lôi mộc này là xuất từ đại tống bao thanh thiên chi thủ, nguyên bản cho hắn xử án sử dụng kinh đường mộc, là bị xét đánh quá ngàn trăm lần liễu mộc chế, cho nên bao chứng thăng đường thời điểm mỗi lần dùng kinh đường mộc vỗ án tắm đều sẽ truyền ra một tiếng vang thật lớn, có thể đem dưới đường tội phạm trống rỗng bị hù tâm thần đều mất về sau bao thanh thiên sau khi chết khối kinh đường mộc này cũng đi theo biến mất có nói chuyện là cho bao chửng chôn cùng cũng có nói bị ngay lúc đó hoàng đế cho thu về kỳ thật kinh đường mộc từ bao chửng sau khi chết liền rơi vào cổ tỉnh quán tổ tiên trong tay sau đó bị đời nào đó tổ sư gia tế luyện đồng thời ở phía trên khắc lên kinh lôi phù chú khối kinh đường mộc này liền biến thành đạo gia pháp khí bởi vì phía trên khắc kinh lôi phù cho nên hiện tại thì là gọi là kinh lôi mộc lại thêm kinh đường một bị bao thanh thiên dùng để xử án mấy chục năm một mực tùy thân mang theo, phía trên càng là ngưng tụ bao chỉnh một thân hạo nhiên chính khí, khối này không đáng chú ý đầu gỗ khối tuyệt đối có thể được xưng là đạo gia trọng bảo, có thể khắc tất cả quỷ vật, bình thường đạo sĩ gặp khẳng định sẽ trồng mắt trừng căng tròn, nếu như đặt ở. Một chút đạo phái bên trong thậm chí sẽ bị xem như đạo gia trọng bảo. Này Mộc, ngày bình thường đeo đeo ở trên người vạn tà bất xâm, hết thảy vẻ lo lắng quỷ vật bắt gặp đều muốn đi đường vòng, nếu không phải trước đó lúc đi vào hướng khuyết dùng tay pháp che đậy kín kinh lôi một bên trên khí tức, chỉ sợ hắn ở ngoài cửa lệ quỷ liền phải bỏ trốn mất dạng rồi, tuyệt đối không dám phụ cận. Kinh lôi một tăng thêm kinh lôi phù chú đồng thời thi triển trên đời này lệ quỷ bình thường đều không chịu nổi, coi như không chết cũng phải không có hơn phân nửa đầu quỷ mệnh, hướng khuyết vì sao không có vừa lên đến liền dùng kinh lôi mộc, là bởi vì cái đồ chơi này mỗi dùng một lần bên trong ẩn chứa kinh lôi uy lực liền sẽ thiếu một phân, bị uẩn dưỡng mấy chục năm kinh lôi một hiệu dụng chỉ có thể kiên trì 9 lần, 9 lần sau đó liền sẽ biến thành một kiện trừ tà đồ vật mà không có nguyên. Bản uy lực Trừ phi hắn lại đem kinh lôi một đưa về cổ tỉnh quán, nhưng lão đạo lại lần nữa tế luyện khắc phù, nhưng cũng tiếc chính là hắn trước đó xuống núi thời khắc, lão đạo liền nói cho hắn biết, chờ hắn đem trên người mệnh lý kiếp số xử lý sạch sẽ trở lại, nếu không liền chết ở bên ngoài đi. Cho nên hướng khuyết móc vô cùng đau lòng, tùy tiện không muốn dùng, hắn hiện tại đạo hành còn không có biện pháp tế luyện kinh đường mộc, dùng một lần liền tổn thất một lần, tương đương đáng tiếc. Lần này gặp được lệ quỷ lấy mới ra đời hướng khuyết mà nói xác thực rất khó đối phó, trước đó chuẩn bị kỹ càng máu chó đen, đồ đau cùng đồng tiền tình huống dưới cũng không có liều qua nó, cuối cùng bất đắc dĩ mới vận dụng áp đáy hầm đồ vật. Ngồi trên mặt đất nằm một hồi, hướng khuyết chậm rãi đứng lên mở cửa, đầu còn có chút choáng ván trần tam kim vừa muốn mở miệng, hướng khuyết hướng phía sau chỉ chỉ, hắn hiện tại là một chữ đều không muốn đến ra nhảy, đều mệt mỏi thành con bê dạng. Trần tam kim nói tiếng cảm ơn, liền tiến vào trong phòng ngủ, vương lâm châu lúc này còn hai mắt nhắm nghiền nằm trên mặt đất, nhưng là sắc mặt đã khôi phục như lúc ban đầu, hô hấp ở giữa cũng rất bình ổn, rõ ràng là không có đáng ngại. Tạ ơn, tiên sinh vất vả, Trần Tam Kim nói ra. Người trong nhà sẽ không có chuyện gì đi. Lần này, ở bên ngoài nghỉ ngơi một lát, cùng đồ tể nói tiếng cảm ơn, hướng khuyết từ trong bọc móc ra cái bình sứ ở bên trong khắp nơi hai hạt dược hoàng nhét vào trong miệng xem như khôi phục chút tinh thần. Nhà ngươi nặng nhất hai cái đã không sao, đến mức những người khác trên người vấn đề thì là bởi vì khí vận nguyên nhân, tự như con của ngươi giống như, chờ sự tình lần này giải quyết hắn cũng liền tốt, hướng khuyết dựa vào cau mày, nói ra. Mặc dù người là không sao nhưng kỳ thật sự tình vẫn chưa xong đâu, có người hao phí đại lực khí phá nhà ngươi phong thủy cục, đồng thời lại lần nữa làm cái cục tai họa các ngươi trần gia, nếu như ngươi không đến cổ tỉnh quán cầu viện, nhiều nhất ba tháng sau, các ngươi trần thị trực hệ huyết mạch tất cả đều sẽ không hiểu thấu chết bất đắc kỳ tử, tra đều không tra được nguyên nhân, mà nhà các ngươi những năm gần đây góp nhặt tiền tài cũng sẽ bị người trộm đi, thứ này cũng ngang với là các. Ngươi trần gia tôi công bận rộn gần trăm mười năm, xem như cho không người khác làm giá y. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 8 Ngươi nhất định phải tâm huyết một chút. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Trần Tam Kim không để ý hướng khuyết cảnh cáo, trực tiếp hỏi. Muốn động ta trần gia căng cơ, không phải một ngày chi hạn có thể làm được, tự như tiên sinh nói tới tất nhiên là bỏ ra cực lớn tâm huyết mới có thể làm đến, ta muốn biết người hạ thủ phải bỏ ra bao lớn đại giới mới có thể chuyển ngược lại ta trần gia trần tam kim mặc dù đối cổ tỉnh quán năm đó như thế nào cho trần gia làm phong thủy cục việc này không hiểu rõ lắm nhưng hắn biết rõ cổ tỉnh quán cục tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy phá mất thậm chí đại giới nhất định phi thường đắt đỏ bởi vì thân là trần thị tộc trưởng hắn chí ít biết một chút trần gia những năm gần đây phát triển quá thuận vô luận là việc buôn bán vẫn là kết giao nhân mạch đều xuôi gió xuôi nước cực ít đi ra cái gì chỗ sơ suất, đặc biệt là trong nước xuất hiện qua hai lần rung chuyển đều bị trần gia cho tránh khỏi, đồng thời mỗi lần trần gia tại cao tầng xếp hàng đều là chuẩn mà chuẩn kết cấp bậc cao chính trị tại nguyên, ngoại nhân chỉ cho là là trần gia người quyết định anh minh, có chỉ điểm giang sơn. Chi tài, nhưng chỉ có trần gia tộc dạy mới hiểu được, thành công này phía sau có một nửa phải quy công cho cổ tỉnh quán phong thủy cục. Một cái nữa, tài phú cùng nhân mạch tích lũy đến trần gia trình độ này, muốn chuyển cũng có thế không phải một sớm một chiều có thể làm được rồi, dứt bỏ tài lực không nói. Trần gia khổng lồ như thế thương nghiệp đế quốc phía sau không có khả năng không có giới chính trị tài nguyên, đồng thời tài nguyên còn phi thường cường đại, bởi như vậy còn có người hạ thủ mưu đồ có thể thấy được phía sau cố gắng phải trả ra bao lớn tâm huyết rồi. Huống hồ, bảo tân hệ cái này thương nghiệp đế quốc khống chế một mực nắm chặt tại trần gia tộc dài trong tay, cho dù là tập đoàn cao tầng cũng vô pháp quyết sách bảo tân hệ chỉ có Trần Tam Kim mới có thể chủ đạo Bảo Tân Hệ, ngoại nhân muốn nhúng tay căn bản không có khả năng. Muốn đem Bảo Tân Hệ đặt vào trong túi người, có trời mới biết phải đánh bao lớn một cái tính toán. Tìm một chỗ không người, ta cùng ngươi hảo hảo lãm nhảm lãm nhảm việc này. Trần Tam Kim mang theo hướng khuyết đi vào trên lầu thư phòng, phân phó những người khác một mực ở cách xa xa không cho phép tới gần nơi đây, lại tự mình từ trong ngăn tủ xuất ra lá trà cho hướng khuyết pha chén trà hướng khuyết bưng chén trà chậm rãi uống một ngụm đập đi lấy miệng kinh ngạc hỏi võ di sơn mẫu thụ đại hồng bào trần lão bản ngươi rất có hàng a đại hồng bào ở trên thị trường coi như phổ biến nhưng cực phẩm liền không thấy được trà này căn bản không ngoài bán một năm liền sản xuất như vậy mấy cân tất cả đều chuyên cung cấp phía trên tiên sinh cũng uống qua trà này trần tam kim sững sờ không ngờ tới hướng khuyết một ngụm liền uống ra tới a à, vừa vặn hướng khuyết cứ thế a à a à nói ra ngươi muốn đổi thành cái khác trà ta còn thực sự không uống được cổ tỉnh quán cũng chỉ có cái này đại hồng bào bị lão gia hỏa kia làm cái bảo giống như che giấu ta mấy năm trước trộm uống không ít uống miệng đều không có mùi ngươi nói ta có thế phẩm không ra sao bất quá bị ta uống trộm không có sau đó liền đoạn hàng có ba năm năm không có hưởng qua rồi trần tam kim tráng một vệt đen khóe miệng giật giật con hàng này nói chuyện cũng không biết là quá không đứng đắn vẫn là thật có có chuyện như vậy, làm sao nghe được cùng nói xạo giống như. Đến, thưa dịp trà còn nóng hổi đâu ta lãm nhảm điểm chính sự đi, hướng khuyết nghiêm trang hỏi. Lão Trần A, trong lòng ngươi có chút phổ không có A. Trần Tam Kim cao mày trầm tư hồi lâu, trong đầu không ngừng nhớ lại gần mấy tháng bảo tân hệ tình cảnh, còn có trong nước cao tầng động tỉnh, bảo tân hệ khổng lồ như thế thương nghiệp đế quốc không có khả năng riêng một ngọn cờ, luôn có cùng nó không sai biệt lắm tồn tại, tất cả mọi người làm lớn cái kia tất nhiên có tranh phong khả năng, gây thù hàng quá bình thường. Trung Quốc lớn như vậy phạm là làm đến kích thước nhất định đoán chừng đều có thể được xưng là hồng đỉnh thương nhân, trần tam. Kim là hồng đỉnh, bên ngoài những trần nhị cẩu kia lưu tứ lưỡng cũng là hồng đỉnh, lực lượng ngang nhau đối thủ có mấy cái như vậy, dám suy nghĩ một chút bảo tân hệ chưa chắc liền không có trần tam kim còn biết mặt khác một mã sự tình ở trong nước trong thương giới có không ít đại lão đều là bao tay trắng chuyên môn cho một ít người vơ vét của cải những người này đồng dạng nguy hiểm đại khái phạm vi ta có thế có nhưng cực hạn đến người nào đó hoặc là cái nào đó thế lực trên thân ta liền cầm không chuẩn trần tam kim trong ánh mắt hiện lên một đạo hàng quan âm hiểm nói có thể đem móng vuốt vương dài như vậy cũng liền mấy cái như vậy dạng này à ta đem móng vuốt bắt tới ngươi dám chặt không trần tam kim ngạc nhiên hỏi tiên sinh có thế tìm ra là ai ở sau lưng ra tay dùng điểm tâm là được phong thủy việc này làm ra đại cục tới không dễ dàng như vậy che giấu tiên sinh giúp ta đem người bắt tới giơ tay chém xuống sự tình để ta làm ngươi nói như vậy ta rất đắc ý nhất định phải tâm huyết một chút hướng khuyết rất trắm thối nói không làm hắn một cái Hắn cũng không biết cổ tỉnh quán thế nào là cha hắn Hướng khuyết đem ba lô để lên bàn Từ bên trong móc ra một cái la bàn Sau đó đem lão đạo cho hắn cái kia ba cái đồng tiền Trong tay lắc lư hai lần sau tiện tay ném trên bàn Đồng tiền trên bàn nhảy nhóc mấy lần về sau Trên la bàn kim đồng hồ chỉ hướng vùng tây nam Đây là cổ tỉnh quán bói toán chi đạo Đồng tiền bói toán la bàn chỉ đường Muốn phá cổ tỉnh quán cho trận gia bày phong thủy cục cũng không phải là tùy tiện tìm thầy phong thủy liền có thể làm được bọn hắn ít nhất phải mưu đồ một năm nửa năm mới có cơ hội hướng khuyết chỉ vào bên ngoài thư phòng nói ra năm đó cổ tỉnh quán cho các ngươi trần gia tổ tiên làm cục gọi long huyệt tụ tài cục trần gia từ chân núi thẳng tu đến đại trạch con đường kia cùng hai bên rừng cây còn có bên trong nhà hết thảy bố trí đều tại trong cục muốn phá cục này đầu tiên liền muốn đánh phá bên trong nhà phong thủy cách cục sau đó chí ít còn muốn có ba cái thầy phong thủy mặt khác bố cục dẫn đi các ngươi trần gia bên trong nhà khí vận, ta trước đó trong sân đi một vòng, có hai nơi phong thủy trận nhãn bị người động. Tới. Nói cách khác, trần gia phong thủy cục bị người cho phá. Trần Tam Kim âm mặt nói ra. Tại ta trần gia trong đại viện phá trận nhãn, ha ha, có ý tứ rồi. Đem nội ứng điều tra ra đi, hủy diệt hai nơi trận nhãn không phải một hai ngày có thể làm được khẳng định là có thế thường xuyên xuất nhập trần gia đại viện người mới có thể có cơ hội khí vận thứ này ngưng tụ tốn thời gian phí sức cho nên tảng lời nói cũng sẽ không trống rỗng liền dễ dàng như vậy tán không còn một mảnh người trước tiên đem nội ứng tìm ra sau đó phái người đi tây nam phương hướng bảo vệ đến lúc đó ta phá đối phương cục thời điểm tất nhiên sẽ dẫn phát dị tượng để cho Ngươi người chú ý nơi nào có động tĩnh đã nói lên đối phương thầy phong thủy là ở nơi nào bố cục, tìm hiểu nguồn gốc liền có thể tra được. Phía Tây Nam Trần Tam Kim tầm mắt nhìn chầm chầm ngoài cửa sổ, quả nhiên nói Nơi đó là Kinh Thành Cái kia hai nơi bị hỏng trận nhãn, một chỗ là tại hậu viện trong hồ nước, một chỗ ở tiền viện trong núi giả Ngươi điều tra thêm đoạn thời gian trước có người nào tận lực tiếp cận cái này hai nơi địa phương, cơ bản hắn liền không có chạy điểm này cũng không khó tra, tại Trần Gia trong trạch viện dày đặt mười mấy cái dùng để làm bảo an camera, đem toàn bộ trạch viện tất cả đều bao trùm rồi. Trần Tam Kim vào lúc ban đêm liền để tâm phúc của mình đem camera ghi chép nội dung trong đêm lật xem, đồng thời ra lệnh nhường những cái kia bình thường có cơ hội tùy ý xuất nhập Trần Gia đại trạch người tất cả đều lập tức trở về, ai không sau khi trở về liền triệt để đừng có lại muốn vào Trần Gia đại viện. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 9 Ngũ quỷ vận tài Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Hai ngày sau đó Trần Gia trực hệ cùng bảo tân hệ cao tầng tất cả đều tụ tập tại Trần Gia Đại Viện Trần Tam Kim một tiếng hiệu lệnh không người nào dám không tuân theo Trừ phi có người muốn được đá ra Trần Gia Tại trong viện này Thái Thượng Hoàng Trần Tam Kim có quyền uy tuyệt đối cùng thống trị lực Giải quyết nội ứng việc này hướng khuyết không có nhúng tay, đây là bọn hắn trần gia gia sự hắn một ngoại nhân vạch đầu bắt quỷ nói tới là có thể, xử lý vấn đề đó chính là Trần Tam Kim nên quan tâm rồi. Hai ngày thời gian, Trần Tam Kim nhường tâm phúc thủ hạ đem video đều cho điều đi ra, dựa theo hướng khuyết chỗ phân phó, phạm là tại khả nghi thời gian bên trong tiếp cận cái kia hai nơi địa phương khả nghi người đều cho nắm chặt đi ra, cuối cùng mục tiêu khóa chặt tại trên người một người. Đội ứng, Trần Gia phát triển cho tới bây giờ đồng thời không phải chưa từng xuất hiện, giải quyết thủ đoạn liền hai loại, loại thứ nhất chính là đối với loại kia tổn hại gia tộc lợi ích không nghiêm trọng liền trực tiếp đá ra trần gia, loại thứ hai việc quan hệ trần gia sống còn, kết cục cũng chỉ có một cái, đó chính là trần tam kim thủ hạ xử lý bẩn sự tình người ra tay. Ông hai đứa bé qua đây, ba tuổi trong vòng một nam một nữ, ở tiền viện dưới hòn non bộ hướng khuyết nhường trần tam kim người đem nửa tòa giả sơn đều cho móc trống, Sụp đổ dưới hòn non bộ, lộ ra cái đen nhánh cửa hang, cửa hang không sâu chỉ có chừng 2 mét, ánh trăng chiếu vào mơ hồ có thể trông thấy giả sơn trong động khẩu thế mà trưng bày một cái màu đen cái bình, cái bình bị bịt kín lấy, nhìn rất phổ thông tự như là nông gia trong nội viện ướp dưa muối dùng phổ thông cái bình, bốn phía dán vào một vòng màu vàng lá bùa. Rất nhanh, hai đứa bé một nam một nữ bị ông lấy, đều là trần gia người hầu hài tử. Không nghĩ tới hai đứa bé vừa rồi bị ông đến giả sơn cửa hang vậy thì đột nhiên oa oa thẳng khóc lên, Trần Tam Kim tại cái này mấy ngày đã có chút miễn dịch biết mình nhà hiện tại tương đối bẩn thiểu, mấy thứ bẩn thiểu tương đối nhiều, không có gì kỳ quái, những người khác tại cái này tình cảnh bên dưới đều có chút không rõ rồi. Khóc không ngừng đứa nhỏ, một cái quỷ dị xuất hiện vào đen con, thế nào nhìn đều mẹ nó có chút khiếp người. Hai đứa bé phụ mẫu lập tức có chút thình thịch rồi, ông hài tử liền chậm rãi về sau chuyển, nếu không phải nhiếp tại thái thượng hoàng uy nghiêm, hai người đều muốn ông hài tử quay đầu liền chạy. Những người khác trở về, thuận tiện đem miệng đều cho ta nhắm lại, Trần Tam Kim phân phó không cho phép ai có thể đều rời đi giả sơn, tránh khỏi trông thấy không nên nhìn đây. Các ngươi hai nhà, xong việc sau đi quản gia cái kia lĩnh 10 năm tiền lương xem như ban thưởng, về sau nhà các ngươi người tất cả đều có thể không ràng buộc tiến vào bảo tân hệ làm việc, Trần Gia tại một ngày các ngươi liền áo cơm không lo một ngày. Ba tuổi tả hữu hài tử thiên linh cái còn không có triệt để đóng lại, một chút trưởng thành nhìn không thấy đồ vật bọn hắn đều có thể trông thấy hoặc là lộng con chó qua đây cũng tương tự sẽ hét không ngừng trong động cái bình lại người khác xem ra rất phổ thông hướng khuyết cùng hai đứa bé lại là trông thấy cái bình chung quanh vây quanh năm cái bóng đen năm đạo bóng đen tại cái bình bốn phía không ngừng bận rộn ánh mắt của bọn hắn cũng nhìn phía trần tam kim hướng khuyết bên này bóng đen nhếch miệng một cái lộ ra một bộ mặt xanh nanh vàng gương mặt đến hai đứa bé lập tức càng khóc dữ dội hơn Trần Tam Kim hỏi. Cái kia tiên sinh cũng có thể trông thấy. Hướng khuyết trừng mắt nhìn, dùng tay chỉ nói ra. Có một loại ánh mắt rất ngưu bức, Phật gia gọi thiên nhãn, chúng ta đạo gia gọi âm dương nhãn. Thiên nhãn cùng âm dương nhãn kỳ thật đều như thế, bình thường cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng một khi đụng phải mấy thứ bẩn thiểu lời nói, hai loại mắt đều có thể thấy được, tại thế nhân bên trong có một bộ phận người là trời sinh có được thiên nhãn hoặc là âm dương nhãn trời vừa tối liền có thể trông thấy dạo chơi trên thế gian cô hồn giả quỷ cho nên những người này không nhập đạo môn hoặc là phật môn lúc cả ngày ồn ào có đồ vật tại tung bay liền sẽ bị người cho làm thành bệnh tâm thần sau đó cho đưa đến bệnh viện tâm thần đi mà ấu tiểu hài tử bởi vì vừa ra đời thiên linh cái vẫn chưa hoàn toàn đắp lên cũng tương tự có thế trông thấy những vật kia cho nên có khi đứa nhỏ liền sẽ không hiểu thấu khóc lên đại nhân cũng không biết cái gì nguyên nhân gặp lợi hại quỷ vật liền sẽ khóc càng nặng lúc này đại nhân đều coi là hài tử trúng tà liền sẽ tìm bà đồng hoặc là xem bói đến hừng hực tà mà xong tà phương pháp cũng tương đối đơn giản chính là tạm thời nhường hài tử thiên linh cái khép lại nhìn không thấy mấy thứ bẩn thiểu tự nhiên cũng sẽ không khóc nữa mà hướng khuyết không có trời sinh sinh âm dương nhãn là tại cổ tỉnh quán bị lão đạo cưỡng ép mở ra ngay tại mi tâm chính giữa mỗi lần sử dụng lúc đều muốn dùng ngón tay tại ấn đường chỗ đem âm dương nhãn cho hiển hiện ra hướng khuyết đi đến cái bình bên cạnh đưa tay lấy xuống phía trên lá bùa sau đó nhường hại tử phụ mẫu ông hai đứa bé hướng về phía trong động cái kia vò đen con nước tiểu đi tiểu đó là cái ngũ quỷ vận tài thuật cái kia nội ứng đem phong ấn ngũ quỷ cái bình phóng tới trong núi giả về sau làm cục người liền sẽ ở phía xa khống chế nhưng ngũ quỷ đem các ngươi trần gia tài vận cho chở đi trần tam kim giật mình nói ra đây cũng chính là nói vì cái gì gần nhất sẽ có mười mấy bút tay nghề đột nhiên chết yểu nguyên nhân không sai tài vận đều bị người cho trộm đi ngươi việc buôn bán có thế thành tài quái đâu hai đứa bé mới vừa rồi bị rót không ít nước bị ông tới thời điểm liền đã có chút mắt đái phụ huynh giải khai hài tử quần đem tốt tư thế hai cổ nước tiểu đồng tử liền hướng phía cái bình phun tới tại cái bình chung quanh vây quanh ngũ quỷ bị nước tiểu đồng tử xối đến trên thân lập tức một luồng khói đen liền xông ra ngũ quỷ phát ra một tiếng thường nhân nghe không được kêu to sau nhau nhau chui vào trong bình, hướng khuyết móc ra một tấm phù chú, đùng, một cái liền đập vào cái bình đóng kín chỗ. Hướng khuyết không chút nào kiên kỵ cái bình bên trên nước tiểu bưng lên đến sau cười nói. Đây chính là cái đồ tốt, giữ đi, về sau ngươi cùng người Việt buôn bán không có cách nào giải quyết thời điểm, liền nghĩ biện pháp đem cái này cái bình ném tới đối thủ trong nhà đi, làm ăn nhất định liền có thể thành. Trần Tam Kim nuốt xuống nước bọt, Hỏi, đơn giản như vậy, bỏ qua liền có thể thành. Trần Tam kim động tâm, làm ăn làm đến hắn mức này động một tí tiền vốn đều là chính chữ số trở lên, loại này làm ăn trở thành chính là kiếm một món hời, hay sao cũng tổn thất không nhỏ. Nếu có sách lược vẹn toàn có thể xuất thủ là được lời nói, ai không động tâm a? À? Không có phức tạp gì, bất quá chỉ có thể dùng một lần mà thôi, ta cũng không có thời gian cho ngươi cầm giữ cái này ngủ quỷ vận tài cục. Cùng một thời gian, ở kinh thành tây ngoại ô cái nào đó khu biệt thự trong tầng hầm ngầm, có một gian dáng đầy phù chú gian phòng, trong phòng ngồi ngay thẳng ba cái 60-70 tuổi lão nhân, trong bọn hắn ở giữa đồng dạng để đó một cái cùng trần gia trong giả sơn động giống nhau như đúc cái bình. Đùng, bỗng nhiên, ngay tại cái kia hai ngâm nước tiểu đồng tử nước tiểu đến cái bình bên trên về sau, trong phòng truyền ra một tiếng thanh thúy động tĩnh năm đạo vết trách xuất hiện tại đàn trên vách, sau đó cấp tốc lan tràn ra, lập tức toàn bộ cái bình biến thành một đống mảnh vỡ. Ba cái lão nhân giật mình, liếc mắt nhìn nhau về sau, đồng thanh nói ra. Ngũ quỷ vận tài phá. Một cái lão nhân nói. Có người tài phá chúng ta cục. Cũng không nhất định, ngũ quỷ vận tài thuật này tương đối tốt phá, dù là chính là một chút ngoài ý muốn nhân tố cũng có thể tạo thành, có lẽ là trùng hợp cũng không nhất định. Cục này đã râu ri rồi, hư thì hư rồi, nếu như là trùng hợp vậy tốt nhất rồi, nhưng nếu không phải trùng hợp vậy thì phiền toái đối phương có thể tra ra chúng ta làm cục hiển nhiên thủ đoạn không tầm thường, còn có một chỗ cục không có động tĩnh, nếu như cái kia cục cũng phá đó chính là đụng phải cao nhân xuất thủ giải cục. Giải quyết cái này ngũ quỷ vận tại cục sau đó, hướng khuyết lại tới hậu viện bên hồ nước, hồ nước chiếm diện tích cũng không nhỏ, không sai biệt lắm có hai cái sân bóng lớn, trong hồ nước xây dựng một cái đình nghỉ mát, bốn phía cỏ xanh như tấm đệm, ao nước thanh tịnh. Lúc này bên hồ nước đã mắc khung lên hai ngọn to lớn đèn pha, chiếu xạ tại hướng khuyết chỉ định địa phương. Để cho người người tại phía tây nam chuẩn bị kỹ càng, người đối diện cái kia bên cạnh muốn có động tĩnh hướng khuyết trân tru cởi xuống chính mình một bộ quần áo, sau đó phù phù một tiếng liền nhảy vào trong hồ nước. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 10 Một khối vết rỉ loan lỗ miếng sắt. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ao nước rất rõ ràng, lúc ban ngày thanh tịnh thấy đấy, ban đêm tại đèn pha chiếu xuống đáy nước cũng có thể nhìn một cái không sót gì. Cái này hồ nước chính là cá nhân công hồ bởi vì là xây ở đỉnh núi cho nên diện tích cũng không lớn, nhưng sâu địa phương trung bình lại có gần chừng 2 mét. Hướng khuyết bơi tới trong hồ nước vị trí về sau, hít sâu một hơi đầu trầm xuống phía dưới liền chui tiến vào đáy hồ, mở to mắt tầm nhìn có chừng 5 mét phía trên. Trần Gia phong thủy cục xây dựa lưng vào núi, từ chân núi đến đỉnh núi Trần Gia Đại Trạch Viện, đều là y theo cổ tỉnh quán chỉ thị bố trí, giả sơn, cây cối, đường nhỏ, hồ nước, lâm viên thậm chí phòng ốc cấu tạo đều là phong thủy cục tạo thành bộ phận, mà toàn bộ phong thủy cục trọng yếu nhất đầu mối then chốt kỳ thật chính là cái này hồ nước. Long huyệt tụ tài cục, chính là dẫn long khí nhập trạch trữ hàng khí vận, có thể cho ở tại long khí vận quanh trong trạch viện người hưởng thụ phúc phận, kéo dài mấy đời phú quý chỉ cần là cùng tiền tài có liên quan tất cả đều không có gì bất lợi việc buôn bán xuôi gió xuôi nước tụ tài liền dễ dàng như lấy đổ trong túi mà trần gia tổ tiên chính là bởi vì chịu cổ tỉnh quán chỉ điểm đem trạch viện kiến tạo tại trên ngọn núi nhỏ này sau mới bắt đầu đi lên phú cường chi lộ mãi cho đến trần tam kim thế hệ này toàn bộ tụ tài cục mặt khác công trình đều là phụ trợ mấu chốt nhất trần nhãn kỳ thật ngay tại cái này trong hồ nước hồ nước chính là phong thủy đi cục đầu mối then chốt trận nhãn nhường cái này long khí tụ tại cục vận chuyển, làm trần gia khí vận liên tục không ngừng tích lũy lấy. Lúc trước kiến tạo cái này hồ nước thời điểm công trình 10 phần to lớn, trần gia tổ tiên hao phí tới tận hơn 3 năm quan cảnh vận dụng đến không hết nhân lực vật lực mới đem cái này hồ nước tạo dựng thành. Hồ nước xây ở đỉnh núi nguyên bản nguồn nước là vẫn không được, nhưng ở ngọn núi nhỏ này bên dưới lại vừa lúc có một đầu mạch nước ngầm, cho nên hồ nước đào sông sau tại giải đất trung tâm mở thông đạo sau đó trực tiếp quán thông đến chân núi, đem đầu kia mạch nước ngầm nước sông cho dẫn. Tới, hồ nước lúc này mới có nước. Mà chỗ máu chốt nhất kỳ thật chính là tại đỉnh núi hồ nước kết nối mạch nước ngầm đạo này trình tự làm việc bên trên, bởi vì đầu kia mạch nước ngầm nối thẳng phía tây nam hơn 200 cây số bên ngoài kinh thành, liên thông thì là tự cấm thành sông hộ thành. Sông hộ thành quay chung quanh tử kinh thành xây lên, cổ đại đế vương cung điện chỗ, trăm ngàn năm qua hấp thu vô số đế vương khí vận, cổ tỉnh quán phong thủy cục đã thông kết nối tử cấm thành sông hộ thành hồ nước, kỳ thật chính là đem đế vương khí vận cho dẫn đi qua nhường trần gia hưởng thụ phúc phận. Nguyên bản, cái này tụ tài cục còn có mặt khác một tầng tác dụng, nếu như hơi chút biến động một cái sau cũng không phải là tụ tài rồi, trần gia cũng sẽ không tạo dựng ra một cái thương nghiệp đế quốc rồi, mà là sẽ ở giới chính trị đại triển quyền cước. Trần Gia ra cũng không phải phú giáp trừ thương mà là từng cái phong cương đại lại. Bởi vì đế vương khí vận dẫn vào kỳ thật chính là quan khí gia thân, đi đại lộ đồng dạng có thể quyết chí tiến lên. Chỉ bất quá Trần Gia tổ tiên rất có dự kiến trước, bọn hắn cảm thấy từ quan biến số quá lớn không bị khống chế khả năng quá nhiều, con đường này xa xa muốn so từ thương khó đi nhiều lắm, cho nên Trần Gia tổ tông rất thông minh lựa chọn tụ tại, không có đi một con đường khác. Hướng khuyết chìm đến đáy hồ, tại đèn pha chiếu xuống không tốn sức chút nào đã tìm được hồ nước dưới đáy cùng chân núi mạch nước ngầm tương liên chỗ. Đó là một cái đen nhánh cửa hang, hoành rộng chừng một mét, cửa hang bốn phía bị tám khối ngọc thượng hạng thạch vây quanh, mỗi khối ngọc trong đá ở giữa đều khảm nạm lấy một cái tinh bàn, tại tinh bàn bên ngoài thì đâm 64 cán bảy sắc cờ màu, vừa vặn tạo thành một cái bát quái đồ án. Tại dĩ vãng, ngọc thạch vô luận là ban ngày hay là ban đêm đều sẽ hấp thu nhật nguyệt quan huy nhường tinh bàn chuyển động, sau đó đem mạch nước ngầm liên thông tự cắm thành sông hồ thành khí vận cho dẫn tới đỉnh núi trong hồ nước đến, nhưng mấy tháng trước trận gia gặp biến cố, hồ nước trận nhãn đầu mối then chốt bị phá rồi. Lúc này tinh bàn kim đồng hồ lại không chuyển động, Ngọc Thạch cũng là ảm đạm vô quan, cái kia 64 cán bảy sắc cờ màu bị từng đạo tơ hồng nối liền lại cùng nhau, vốn nên nên theo sóng nước mà lắc lư hiện tại cũng rủ xuống. Tại Ngọc Thạch cờ màu cùng tinh bàn ngoại bộ có người đem mấy khối củ nát tấm ván gỗ theo thứ tự cắm vào xung quanh, đó là trong cổ mộ vách quan tài, mấy trăm năm qua bao vây lấy thi thể tử khí phi thường nặng, chính là phi thường âm tà chi vật, những này vách quan tài bên trên đều dán vào dùng tố phong đại sắp xếp gọn màu vàng lá bùa, mỗi tấm lá bùa đều cùng cờ màu tơ hồng tương liên lấy, đây chính là cách trở hồ nước dẫn vào mạch nước ngầm nước nguyên nhân chỗ tồn tại. Tìm tới nguyên nhân muốn giải quyết lại không lắm dễ dàng, cũng không phải là đem vách quan tài phá hủy lại cắt đứt những cái kia tơ hồng là có thể, đây là hủy diệt trận nhãn chỗ tồn tại, vậy chân chính phá cục địa phương lại là ở kinh thành tây ngoại ô biệt thự ở dưới gian kia trong tầng hầm nằm Ba cái kia thầy phong thủy tại dán vào phù chú mật thất bên trong cũng cấu tạo một cái phong thủy cục, lại nơi đó cùng hồ nước cục hô ứng lẫn nhau lấy. Hướng khuyết nổi lên mặt nước, hướng về phía trong lương đình trần tam kim khoa tây thủ thế, nhưng hắn nói cho phái đi ra người chuẩn bị kỹ càng tìm kiếm mục tiêu, long khí tụ tại cục cấu thành phi thường hùng vĩ, phá thời điểm có thể làm cho trần gia trăm năm tích lũy khí vận dần dần tan biến, giải thời điểm tự nhiên cũng sẽ có trạng huống dị thường phát sinh. Làm phong thủy cục kỳ thật chính là cùng thiên địa tranh cùng lão thiên gia tranh, đem không thuộc về mình khí vận giành giật qua đây, cái này làm trái thiên đạo cũng không đúng lẽ thường. Xây cục thời điểm lúc ấy đường sơn vùng ngoại ô ngọn núi nhỏ này lôi vân cuồn cuộn cùng, cùng phong gào thét, Mưa to rơi xuống chừng nửa tháng, cả ngày đều âm trầm, cho người cảm giác cực đoan kiềm chế, chờ cục sau khi làm xong vùng này mới khôi phục như lúc ban đầu. Mà bây giờ, hướng khuyết muốn giải cục náo ra động tỉnh tự nhiên cũng sẽ không nhỏ, nhưng xúc động tỉnh địa phương lại không tại Trần Gia Đại Trạch, mà là tại ba cái kia thầy phong thủy thủ vững phá cục chỗ. Hướng khuyết lần nữa chìm vào dưới nước cắt đứt cái kia mấy cây tơ hồng sử dụng sau này lực đem cái kia mấy khối vách quan tài cho hướng lên bắt đầu nhổ lên mà lúc này dưới nước đột nhiên quay cuồng lên đáy nước trên bùn đất tuôn ra đục không chịu nổi, nguyên bản thanh tịnh hồ nước bên dưới thay đổi đưa tay không thấy được năm ngón. Cùng một thời gian, kinh thành tây ngoại ô biệt thự tầng hầm, ba cái kia ngay tại duy trì phong thủy cục thầy phong thủy đột nhiên mở to mắt, một người trong đó thậm chí quẹ ra một ngụm máu tươi, thân thể không ngừng run rẩy. Nguy rồi, có người tại phá cục thổ huyết lão nhân kinh ngạc kêu lên. Trần Tam Kim quả nhiên tìm cái phong thủy đại sư qua đây phá cục, cái ngũ quỷ vận tài thuật kia chính là bị hắn phá. Mật thất bên trong dáng đầy phù chú bắt đầu không gió mà bay, trong đó mấy tấm thế mà bồng bềnh hạ xuống, mặt khác hai cái lão nhân cuốn quyết khởi hành, đem rơi xuống lá bùa lại lần nữa dán trở về sau đó nhanh chóng ở bên cạnh trên mặt bàn xuất ra chu sa cùng lá bùa vẽ lên mấy tấm phù chú, theo thứ tự thiếp ở trên vách tường. Lúc này, Hướng khuyết vừa rồi đem cái kia mấy khối vách quan tài rút ra một điểm, nhưng hắn trong tay tấm ván gỗ chật trầm xuống lại lần nữa hướng trong bùn buộc đi vào, phía trên lá bùa phản phất nặng tượng nhìn cân gắt gao đè ép vách quan tài. Hướng khuyết thầm mắng một tiếng, không thể không lần nữa nổi lên mặt nước lấy hơi, sau đó leo lên đình nghỉ mát cầm lấy ba lô liền từ bên trong móc ra khối kia vết rỉ loan lỗ miếng sắt. Hướng khuyết lại lần nữa trở lại đáy hồ, tại đục ngầu đáy nước tìm tới cái kia mấy khối vách quan tại phía trên dán vào lá bùa về sau, vung lên miếng sắt liền bổ tới. Khối kia vết rỉ loan lỗ miếng sắt bỗng nhiên tại dưới nước tuôn ra một mảnh huyết quang, quang mang thế mà trực thấu mặt nước phóng tới giữa không trung, miếng sắt bên ngoài một đoàn màu đỏ như máu nồng đậm sát khí cấp tốc bao trùm vách quan tại bên trên lá bùa. Hướng khuyết huy động miếng sắt chém vào vách quan tại bên trên sau tấm ván gỗ lập tức bốn phía bay ra, trôi hướng mặt hồ. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả